16 thần tích giới thiệu vắng tắt Tại nhân gian sắp bị ma tộc phá hủy, nhân loại sắp bị ma tộc đuổi tận giết tuyệt, 24 thần giáng lâm nhân gian, vãn đại hạ chi tướng khuynh, nhân ma chi chiến như vậy chuyển thành thần ma đại chiến. Ma tộc không địch lại thần tộc chi lực, bị phong ấn ở hỗn độn chi địa. Đại chiến kết thúc trăm vạn năm sau, ma tộc tại nhân tộc trục trịch, nhân tộc nguy trong sớm tối, nhân tộc hoàng. Thần tích bạn đang nghe tại truyện chấm audio trong lịch sử nhân tộc quả thật có ghi chép thần tộc giáng lâm đó là ngàn vạn năm trước nhân loại vừa mới xuất hiện thần tộc đem nhân gian mở ra cung cấp nhân tộc sinh sôi nảy nở sinh tồn thế xưng nhân gian nhân gian cùng có được hỗn độn chi tức ma tộc lãnh địa thập phần tiếp cận ma tộc sau khi lớn mạnh vì mở rộng lãnh địa lấy cùng thần tộc chống lại hướng tay trói gà không chặt nhân tộc phát động chiến tranh đối mặt với ma tộc nhân tộc không hề có lực đánh trả, năm đó, nhân tộc gần như bị tàn sát hầu như không còn, nghe đồn máu nhân tộc nhuộm đỏ biển vô tận thông tới thần tộc, đánh thức 16 thần trụ phủ đầy bụi dưới đáy biển. 16 thần giáng lâm nhân gian, vẹn vẹn 16 vị, liền đem ma tộc đánh lui, cũng đem ma tộc phong ấn tại hỗn độn chi địa, nhân tộc nguy hiểm tạm giải. Nhân tộc mượn 16 thần lưu lại hồ sơ, sáng lập tu tiên tông môn, từ đó về sau ngàn vạn năm, Nhân gian tông môn san sát vô số, nhân tộc phấn khởi tu luyện. Sau khi thần ma đại chiến, thần Tích không còn hiện thế nữa, vì theo đuổi lực lượng chí cao vô thượng, nhân tộc vắt hết óc thăm dò biển vô tận, nhưng cuối cùng không có kết quả. Mà theo tranh chấp lãnh địa trong nội bộ nhân tộc, mọi người đối với thần Tích thăm dò tạm thời đình trệ, tranh chấp lãnh địa kéo dài mấy chục năm, lấy đương kim từ thị hoàng tộc trổ hết tài năng chấm dứt. Dưới sự thống trị của hoàng tộc từ thị nhân dân an cư lạc nghiệp, văn học, nghệ thuật trăm hoa đua nở, tu tiên tông môn cũng xây dựng càng ngày càng mạnh mẽ, mọi người lại dấy lên sự theo đuổi thần tích. Bất quá loại truy cầu này, từ ban đầu thăm dò vô tận hải, đổi thành thông qua tu luyện đắc đạo phi thăng, nhân tộc tin tưởng vững chắc thần tộc lưu lại hồ sơ một là vũ trang nhân tộc, để nhân tộc có sức chống cự ma tộc. Hai là đại thần tộc cường tráng. Từ thị hoàng tộc thống trị liên tục ngàn vạn năm, một mực duy trì nhân gian yên ổn ngàn vạn năm sau, ma tộc liên tiếp hiện thế, nhân tộc cùng hỗn độn chi địa tiếp giáp chỗ. Vũ Lăng Thành cũng thành nhân tộc trọng yếu phòng thủ chi địa. Nhân tộc cảm thấy nguy cơ sâu sắc, bắt đầu toàn lực bồi dưỡng đệ tử Ưu Tú tông môn, mà tất cả đệ tử Ưu Tú sau khi xuất sư sẽ đi tới Vũ Lăng Thành, bảo vệ sự an bình của nhân tộc. Chiến tranh liên tục ngàn năm, nhân tộc thân thể thật sự khó có thể chống cự hỗn độn tức cường đại. Thêm vào nhân tộc tu luyện liên tục đến nay vẫn như cũ không phi thăng giả xuất hiện, mọi người bắt đầu hoài nghi truy tìm thần tích chi phát. Mặc dù vì chống cự ma tộc, người tu luyện tông môn nhân tộc vẫn ngày càng tăng gấp bội, nhưng cũng có nhân tộc bắt đầu chuyển ánh mắt tới vô tận hải. Tiểu công chúa Từ Thu Trừng của hoàng tộc Từ Thị chính là một trong số đó. Trong lúc hoàng tộc Từ Thị đang chống lại ma tộc sức đầu mẹ tráng, Từ Thu Trừng tuổi còn nhỏ bước lên hành trình truy tìm thần tích đa tình công tử văn nhã cố thanh ngô ra sân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Phụ hoàng, khi người nhìn thấy phong thư này, con đã ở trên đường đi vô tận chi hải, người từng nói qua nữ nhi khi sinh ra trời giáng dị tượng, là đương thời duy nhất được thần linh chiếu cố người, đã như vậy, nữ nhi nguyện vì người trong thiên hạ thử một lần. Ở trong hoàng cung từ thị, hoàng đế từ vũ nắm thư nữ nhi từ thu trừng lưu lại trước khi rời đi, tay không ngừng phát ruông, theo lửa giận của từ vũ, ngay cả phong thư trong tay hắn cũng bị xé nát bấy. Lập tức, lập tức truyền tin, thỉnh sơ vãn ở Nam Thành đất phong hỗ trợ lưu ý hướng đi của Thu Trừng, các ngươi cũng lập tức phái người đi đem Thu Trừng mang về, tuyệt không thể để cho nữ nhi của ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoàng quan trong cung nhận được mệnh lệnh, hoảng hốt, ta một tiếng, lập tức đi xuống an bài. Từ Thu Trừng, đương kim từ thị hoàng đế duy nhất nữ nhi, từ nhỏ được phụ hoàng, mẫu hậu cùng bảy ca ca sủng đại, hoàn toàn xứng đáng từ thị hoàng tộc hòn ngọc quý trên tay. Nghe đồn khi từ thu trừng sinh ra thì trời giáng dị tượng, bách điểu xoay quanh phía trên hoàng cung từ thị, hình như có phượng hoàng xuất hiện ở trong tầng mây. Khâm thiên giám sau khi xem sao cho ra tướng đại cát, đây là thần chi chúc phúc, đợi ngày từ thu trừng cập kê, giữa lông mày lại đột nhiên một đóa hoa mai màu vàng, tin đồn này liền càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng nữ hài được thần chiếu cố cũng sẽ bị ma tộc kiên kỵ, Ma tộc nhiều lần phái người lẻn vào hoàng cung ám sát Từ Thu Trừng, đều bị phòng thủ nghiêm mật của hoàng cung bức lui. Hôm nay, Từ Vũ kia chưa bao giờ ra khỏi hoàng cung nữ nhi liền muốn độc thân đi tới cực nam vô tận chi hải đi, bảo Từ Vũ sao có thể không vội. Trên lý thuyết mà nói, Từ Thu Trừng cũng không tính lẻ loi một mình, ít nhất nàng đem Bạch Hồ nuôi từ nhỏ đến lớn mang đi. Bạch Hồ tên là Cẩm Sắc, là hai ngày trước khi Từ Thu Trừng ra đời Từ Vũ đi săn nhặt được chờ từ vũ mang nó về trong cung vừa vặn hoàng hậu sinh từ thu trừng ra đời từ vũ liền đem bạch hồ ở lại bên cạnh từ thu trừng bồi từ thu trừng lớn lên kỳ quái là 17 năm trôi qua bạch hồ này vẫn là một đoàn tuyết cầu bộ dáng giống như là không lớn lên bình thường cảm sắc ngươi nói xem vô tận hải trông như thế nào từ thu trừng nằm bò trên giường cứng của khách sạn đâm tay vào một cục sắt cuộn bên cạnh nàng từ thu trừng thúc ngựa dơ roi cả ngày nàng không mệt, cảm sắc cũng mệt mỏi, từ thu trừng ông nàng nói chuyện một hồi lâu, cảm sắc cũng không đáp lại từ thu trừng một chút nào. Thấy cảm sắc không trả lời, từ thu trừng trở mình nằm thẳng trên giường, nàng lấy bản đồ từ trong tay áo ra. Nàng cách trong truyền thuyết vô tận chi hải, còn có ba ngày lộ trình. Ta thật sự có thể nhìn thấy cái gọi là thần sao. Từ thu trừng nhìn chầm chầm màn giường, chậm rãi ngủ thiếp đi. Từ thu trừng biết từ vũ nhất định phái người tìm nàng, cho nên cố ý tìm khách sạn nhỏ nhất trong trấn nhỏ xa xôi đặt chân. Tuy rằng phòng khách sạn này khắp nơi đều lọc gió, ván giường lại cứng trắng, trở mình còn xèo xèo rung động, nhưng từ thu trừng chỉ cầu an tâm, dù sao ai có thể nghĩ đến, công chúa được nuông chiều từ bé lại có thể đặt chân ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Người của hoàng tộc từ thị không ngờ, ma tộc lại truy tìm mà đến. Từ thu trừng vẫn đang ngủ, không hề phát hiện ma tức đang tới gần, cảm sát cuộn mình bên cạnh từ thu trừng mở mắt ra, con người của nàng xanh băng trong suốt, nhìn chầm chầm ma tức đang tới gần, một đôi mắt hồ ly có vẻ lạnh như băng. Ma tức vẫn đang tới gần, ngay khi ma tức sắp tới gần từ thu trừng và tiến vào trong cơ thể nàng, một đạo lam quan hiện lên, một mũi tên băng định ma tức trên tường. Ma tức giãy dụa, theo xương đen cả người hắn bị băng mỏng đóng băng, ma tức dần dần tản đi đợi đến khi ma tức biến mất, băng tiễn cũng tiêu tán tại chỗ. Cảm sắc một lần nữa vùi đầu vào trong cái đuôi lông nhung, khép hai mắt lại, theo từ thu trừng đi vào giấc ngủ. Ở bên ngoài khách điếm, nam tử áo lam cầm cung đứng ở trên nóc nhà, cảnh sát nhìn gió thổi cỏ lay bên ngoài phòng. Sao không đi vào? Một nam tử áo vàng khác dừng lại bên cạnh nam tử áo lam, hắn cầm quạt, tiện tay chém một ma tức quanh quẩn xung quanh. Canh chừng nàng lâm y nam tử nói xong kim y nam tử nhẹ nhàng cười lăng chi ngôn ngươi phụng mệnh trong coi nàng hay là trong coi con hồ ly bên cạnh nàng ta hiện tại gọi là hoa niên cùng với cố thanh ngô ngươi không có việc gì làm sao cố thanh ngô nở nụ cười xa xa nhìn cửa sổ phòng từ thu trừng đặt chân có a à, ta mới thật sự phụng mệnh đến đây trong coi tiểu công chúa kia lăng sơn chi nói chật một tiếng ngoài trừ đế cùng hoàng bế quan, còn có ai có thể điều động vị thái tử gia này? Xem ra hàng đế thật sự rất để ý vị cô nương mang theo thần tích này. Sao hàng đế không tự mình đến? Tự mình đến, ngươi cũng không phải không biết tính tình hàng đế, dù sao cũng phải ba đẩy bốn mời. Đuôi cố thanh ngô cố ý dương lên, nhưng còn chưa nói xong, một tiếng sấm sét lóe lên, cố thanh ngô và lăng chi ngôn không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Hai người không nói gì, canh giữ đến sáng sớm, thấy từ thu trừng từ trong khách sạn đi ra chuẩn bị xuất phát, lăng chi ngôn cùng cố thanh ngô nhìn nhau, đồng thời từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi tới trước mặt từ thu trừng. Công chúa Lăng chi ngôn hướng từ thu trừng hành lễ lạy hoàng tộc, cố thanh ngô không nhúc nhích, hứng thú nhìn vị công chúa này. Hoa niên, cái này anh cũng có thể tìm được. Từ thu trừng nhìn hoa niên, sợ hắn dẫn người tới, nhìn phía sau hắn. Công chúa yên tâm, thần một mình đến đây, hộ công chúa xuôi nam cũng không kinh động bất luận kẻ nào nghe hắn nói vậy từ thu trừng vỗ ngực yên tâm nâng hoa niên dậy vậy vị này là hắn là bằng hữu của thần ở đô thành tên là tại hạ cố thanh ngô bái kiến công chúa vừa lúc tại hạ cũng muốn xuôi nam không biết có thể cùng công chúa đồng hành chiếu cố lẫn nhau hay không từ thu trừng đối với nam tử xa lạ này có chút cảnh giác nhưng nhìn hoa niên đối với hắn giống như là cực kỳ tín nhiệm Cố thành ngô đáp vai hoa niên cũng không trốn tránh. Hoa niên ghét nhất là tiếp xúc thân thể với người khác. Xem ra ngươi cùng hoa niên thập phần thân cận, vậy cùng nhau đi. Từ thu trừng thập phần sáng sủa, cổ thành ngô công mắt cười, con ngươi hoa đào công thành trăng lưỡi liềm, khảm ở trên khuôn mặt vô hại của hắn, có thể nói là thập phần câu người. Ba người một hồ hơi nghỉ ngơi và hồi phục, liền tiếp tục bước lên con đường phía nam. Ngươi tên là cố thanh ngô là công tử nhà ai? Vũ Châu cố gia trưởng công tử, ta quanh năm buôn bán không ở nhà, công chúa chưa thấy qua danh sách của ta cũng là bình thường, bất quá công chúa cặp kê yến thượng, thần cũng vì công chúa dân lên kim ô linh phần này bạc lễ, không biết công chúa còn nhớ rõ hay không? Kim ô thần linh Từ thu trừng cởi ngọc bội bên hông xuống, đưa cho cố thanh ngô Là cái bên trong này Cố thanh ngô tiếp nhận ngọc bội, nhìn kim ô linh phủ đầy bụi trong ngọc bội nhếch môi cười yếu ớt. Đúng vậy, tìm thư uyển nhưng Kim Ô Linh không phải cách dùng. Từ thu trừng nhìn cố thanh ngô khó hiểu, Kim Ô chính là thần điểu thần tộc, lông vũ của hắn dùng như thế nào, từ thu trừng làm sao biết. Cố thanh ngô làm sao biết được. Sợ không phải cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Chính là bởi vì không biết sử dụng như thế nào mới ứng khâm thiên dám nói, phong nhập ngọc quyết trung, thuận tiện tùy thân mang theo mà không dễ hư hao. Cố Thanh Ngô lại cười, trong mắt có ôn nhu, nhưng cũng mang theo một chút khinh thường, như là trào phúng đối với phạm nhân vô tri. Công chúa Điện Hạ, Kim Ô Linh cứng trắng phi thường, sẽ không hư hao, vả lại nếu đem nó phủ bụi ở Mỹ Ngọc bên trong, chẳng phải là làm cho nó thành trong lòng tơ tước. Cố Thanh Ngô nói xong, hướng từ thu trừng vuốt cầm ý bảo, được từ thu trừng đồng ý ý bảo, Ngọc bội ở trong tay Cố Thanh Ngô bị bóp nát, Kim Ô Linh trong đó giống như là thiêu đốt lên, ở trong tay cố thanh ngô bay múa. Ngọn lửa trong tay cố thanh ngô bỗng nhiên bắn ra, một con kim ô từ trong ngọn lửa bay ra, xoay quanh lòng bàn tay cố thanh ngô một lát, lại hóa thành kim ô linh, nằm nhìn lại trong lòng bàn tay thanh ngô. Cái này, trăm cài trên tóc, là đẹp nhất. Cố thanh ngô nói xong liền muốn cài trăm cho từ thu trừng, chờ khi tay cố thanh ngô tới gần từ thu trừng, một tiếng sấm trực tiếp dọa nhìn lại tay thanh ngô. Trời nắng, sấm sét ở đâu ra? từ thu trừng nghi hoặc ngửa đầu nhìn bầu trời quang đảng vạn dặm hoa niên ở phía sau nhịn không được cúi đầu cười khẽ cười nhạo cố thanh ngô chơi thoát sợ là dị tượng chúng ta vẫn là dùng hết tốc lực xuôi nam thì tốt hơn cố thanh ngô thuận miệng qua loa tắc trách nhét kim ô linh vào tay từ thu trừng từ thu trừng nghi hoặc vừa rồi cố thanh ngô thưởng thức kim ô linh mặc dù nhóm lửa trong tay cũng rất thành thạo sao bây giờ lại giống như đang cầm một củ khoai lang phỏng tay vậy từ thu trừng không nghĩ tiếp, chỉ cài trăm kim ô linh lên tóc, tiếp tục lên đường. Ma hoàng tự mình hiện thân, bốn thần chân tướng thủ hộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đến ban đêm, từ thu trừng tìm một khách sạn đặt chân, một đường dục ngựa phi nước đại, từ thu trừng đói bụng trước ngực dán sau lưng, gọi rất nhiều đồ ăn ở trong phòng khách, Lan thông hổ yết bắt đầu ăn. Cảm sắc ở trong lòng hoa niên đã sớm ngủ, hoa niên rất biết ép ngựa, dọc theo đường đi không có sóc nảy gì, cảm sát ngủ vô cùng an ổn. Không phải em nói, anh đây khi nào thì chịu qua loại tức giận này, không được thì trực tiếp đánh ngất cô ấy bay đi. Đánh đi, ta cực ba ngàn kim, không đợi ngươi ra tay hàng đế đã lột da ngươi rồi. Lăng Chi Ngôn cùng Cố Thanh Ngô ở một gian phòng khác treo gẹo, động tỉnh ngược lại đánh thức cảm sát đang ngủ, cảm sát từ trên giường nhảy xuống, nhảy vào trong lòng Lăng Chi Ngôn. Lăng Sơn Chi nói rất quen lấy ra một con cá nhỏ đút cho cảm sắc. Thẩm dịch nhu, mấy năm nay không gặp, ngươi lại mượt mà, ăn nữa, tiểu công chúa còn ôm được ngươi sao? Lăng Chi ngôn không kiên nhẫn, tê, một tiếng, cảm sắc không chút cố kỵ, đợi nạn ăn xong cá khô, từ trong lòng Lăng Chi ngôn nhảy xuống đất, mới rơi xuống đất, thần quang lóe lên, cảm sắc hóa thành thân nữ tử. Một bộ lam y, một đầu tóc bạc, một đôi lam mâu thâm thúy liền sạch sẽ như trích tiên không nhiễm tạp trần. Thanh Ngô, vài năm không gặp, miệng ngươi càng lúc càng độc ha. Con ngươi thẩm dịch nhu công công, cố Thanh Ngô tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, nhưng sủng nịch trong mắt khó có thể che giấu. Anh đứng lên, xoa xoa đầu thẩm dịch nhu. Quỷ khuất tiểu hồ liên nhà ta, lúc mình còn chưa chăm sóc tốt đã tới chăm sóc tiểu công chúa. Cố Thanh Ngô nói xong, ánh mắt cũng không biết tại sao đối diện Lăng Chi Ngôn, Lăng Chi Ngôn nhướng mày, như là đang nói. Nhà ai? Nhà anh. Ba người trêu ghẹo một phen, trái phải liền một cái giường, vẫn là một cái giường cứng, ai cũng không có ý định đi ngủ, liền vây quanh đế đèn, chơi lên thần tộc trò chơi nhỏ đến. Sông thần vương. Vương tạc. Không quản được. Lăng Chi Ngôn và Thẩm Vi Nhu cùng thở dài, luận về đấu thần chủ, ai có thể chơi qua cố thanh ngô chứ? Không đánh không đánh, yêu ai đánh ai đánh căn cứ vào nguyên tắc đánh không lại liền chạy, thẩm dịch nhu đang muốn đẩy cửa ra, nhưng vừa mới đẩy cửa ra, thẩm dịch nhu tự như thấy quỷ yên lặng đóng cửa lại. Làm sao vậy? Ma tộc tới rồi. Thẩm dịch nhu giống như bị kinh hãi, dịch sang bên cạnh hai bước, mở cửa ra. Nếu là ma tộc, lăng chi ngôn cùng cố thanh ngô nhất định có thể cảm giác được ma tức, nếu là ngay cả hai người hắn đều không cảm giác được. Hai người lập tức đứng dậy, đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, hai người đều đứng yên tại chỗ. Tỉnh, Tỉnh Sơ. Em, sao em lại tới đây? Cố Thanh Ngô nói lắp bắp, Lăng Sơn Chi Ngôn nhìn thoáng qua Lâm Tỉnh Sơ ngoài cửa, lại nhìn Cố Thanh Ngô đang kinh ngạc tại chỗ bên cạnh, Lăng Sơn Chi Ngôn thập phần có nhãn lực lui sang một bên, đứng ở bên cạnh Thẩm Dịch Nhu. Lâm Tỉnh Sơ đá văng cánh cửa, trước tiên vuốt cầm ý bảo Lăng Chi Ngôn và Thẩm Dịch Nhu ở một bên, sau đó hạ mắt xuống thẻ bài trên bàn tỉnh, tỉnh sơ, em nghe anh nói. Cố thanh ngô hoảng loạn bước lên trước, chắn trước người lâm tỉnh sơ, cũng ở phía sau điên cuồng ra hiệu cho lăng chi ngôn và thẩm dịch nhu, hai người lập tức lĩnh hội, cúng quyết thu dọn sạch sẽ thẻ bài trên bàn. Lâm tỉnh sơ cùng cố thanh ngô đối diện, như là mặt cho hắn giải thích, nhưng đôi mắt sắc bén này lại đem lời cố thanh ngô muốn giải thích nghẹn trở về trong cổ họng. Lần này là bách hoa lâu, hay là thiên hương uyển? hoặc là cái vừa mới mở. Lâm tỉnh sơ còn chưa nói xong, cố thanh ngô mở miệng cắt ngang. Sai rồi, sai rồi, ta đây không phải thật vất vả đến một chuyến, chính là đi xem một chút, ta thề, ta cái gì cũng không làm. Cố thanh ngô vừa nói xong, trên trời vang lên một tiếng sấm. Lăng chi ngôn và thẩm dịch nhu nhìn nhau, chớp chớp mắt, cố thanh ngô hít sâu một hơi, kiên trì nói tiếp. Thật, cái gì cũng không làm, cùng lắm chỉ là sờ sờ tay tiểu cô nương lại là một tiếng sấm vang lên cố thanh ngô thật sự nhìn không được xoay người đẩy cửa sổ ra chỉ lên trời chửi ầm lên nam cung vân hợp ngươi có bệnh hay không ngươi không có việc gì đánh sấm ngươi không thể để người khác nhìn rõ có phải hay không cố thanh ngô nói xong lại là ba tiếng sấm vang lên như là nói sau ngươi phóng rắm Cố Thanh Ngô nén giận hư nhẹ một tiếng, âm thầm thề, trở về nhất định sẽ lặng lẽ cho Nam Cung Vân. Thôi, ta cũng không phải tìm ngươi gây phiền toái, bên kia quỳ xuống, đừng quấy rầy công chúa nghỉ ngơi. Lâm Tĩnh Sơ đã ngồi trên ghế, Cố Thanh Ngô xoay người lại, nhìn bạn tính kia, chỉ có thể yên lặng đi qua, hướng về phía Lâm Tĩnh Sơ, hai đầu gối quỳ trên bàn tính. Ta kháo. Vẻ mặt Cố Thanh Ngô thống khổ, Lâm Tĩnh Sơ gọi bạn. Ba vị tiếp tục, ta liền nhìn xem. Lăng Chi Ngôn và Thẩm Vi Nhu mở to hai mắt, nhìn bộ dáng Lâm Tĩnh Sơ không thể cự tuyệt, hai người xấu hổ cười, cứng nhắc ngồi ở trên ghế, xếp bài xong. Cố Thanh Ngô thay đổi thần khí lúc trước, sợ vừa lên tiếng liền phát ra tiếng trên rỉ thống khổ, chỉ có thể cau mày, mím môi, vẽ mặt chua xót đánh bài. Đánh thẳng đến hừng đông, cửa bên cạnh rốt cục mở ra, Lâm Tĩnh Sơ cũng làm cho Cố Thanh Ngô đứng lên, Thẩm Bảo Nhu một lần nữa hóa thành hồ ly, nhảy vào trong lòng Lăng Chi Ngôn. Lâm tỉnh Sơ ở tại chỗ hóa thành mây mù, Cố Thanh Ngô cùng Lăng Chi Ngôn ông cảm sát ra cửa, cùng Từ Thu Trừng chạm mặt. Nghỉ ngơi tốt không? Rất tốt. Hai người kiên trì cười, Lăng Chi Ngôn đi theo Từ Thu Trừng xuống lầu, Cố Thanh Ngô khập khiển đi theo phía sau cùng. Hắn làm sao vậy? Lúc xuống giường thì bị dập đầu. Lăng Chi Ngôn mặt không đổi sắc nói dối, từ Thu Trừng gật gật đầu, vừa xuống lầu, Lăng Chi Ngôn cùng Cố Thanh Ngô liền thấy được Lâm Tỉnh Sơ đang thưởng thức trà ở lầu một. Hoa, wow, hoa niên, vị kia là tỷ tỷ thật xinh đẹp." Lăng Chi Ngôn nuốt nước miếng, nhẹ nhàng thì thầm với Từ Thu Trừng. "Công chúa, bên này đứng một chút." Từ Thu Trừng nhìn thủ thế của Lăng Chi Ngôn, tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn theo Lăng Chi Ngôn đứng ở một bên, nhường đường cho Cố Thanh Ngô ở phía sau. "Phu, phu nhân" phu nhân sao người lại tới đây? Cố Thanh Ngô khập khiển cố gắng nhanh chóng xuống lầu, nhưng một cước đạp không, Cố Thanh Ngô trực tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Tĩnh Sơ vừa đi tới. Hai người sắm vai vợ chồng cũng không phải ngày một ngày hai, nên có ăn ý tự nhiên là có. Đến xem ngươi có thật sự cùng hoa niên huynh đệ xuôi nam hay không, bây giờ nhìn thấy, tự nhiên yên tâm. Lâm tỉnh sơ nâng cố thanh ngô dậy, nghe từ thu trừng gọi lăng chi ngôn là hoa niên, chắc là tên giả của lăng chi ngôn, Lâm Tĩnh Sơ cũng không lộ ra sơ hở. Cố Thanh Ngô đứng dậy, Lâm Tĩnh Sơ có chút hiền lương phủi bụi trên vạt áo Cố Thanh Ngô. Phu quân làm sao vậy? Cái kia, cái kia, xuống giường dập đầu, không ngại. Phu quân thật sự là không cẩn thận, cái này gọi thiếp thân làm sao yên tâm. Phu quân lần này xuôi nam đường xá xa xôi, có cần thiếp thân làm bạn. Ta. Cố Thanh Ngô không trả lời, từ thu trừng tiến lên nghênh đón cần cần tỷ tỷ sinh thật xinh đẹp không biết phương danh tỷ tỷ thiếp thân họ lâm tên tỉnh sơ phu nhân lần này đường xá xa xôi hay là cố thanh ngô đang nói lâm tỉnh sơ quay đầu nhìn hắn một cái ánh mắt kia mang theo cảnh báo cố thanh ngô lập tức sửa miệng rất cần phu nhân làm bạn việc này không nên chậm trễ ăn cơm xong thì lên đường đi cố thanh ngô cùng lâm tỉnh sơ trở lại trước bàn ngồi xuống từ thu trừng cùng lăng chiên ngôn cũng ngồi vào bàn kia bốn người cơm nước xong lại bước lên con đường xuôi nam có tam thần tọa trấn dọc theo đường đi không một ma tộc nào dám tới gần từ thu trừng cho dù có cũng bị cố thanh ngô nhìn như vô tình dở quạt mà chém đầu trong phút chốc tan thành mây khói trận chiến lớn như vậy cũng có tai hại vậy cũng sẽ thu hút sự chú ý của ma tộc người ma tộc phái tới càng ngày càng nhiều người trở về càng ngày càng ít ma tộc đứng đầu ma hoàng nhạn hành đối với chuyện này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vào đêm, mọi người dừng chân ở một khách sạn, ma hoàng lặng lẽ đi tới mái hiên đối diện khách sạn, quan sát động tĩnh trong phòng. Trong một gian phòng, từ thu trừng không hề phòng bị mà ngủ. Trong một gian phòng khác, bốn người cố thanh ngô, lâm tỉnh sơ, lăng chi ngôn, thẩm dịch nhu đang đánh bài. Một cô nương, một thị vệ, một đôi vợ chồng thương nhân, lại có thể ngăn cản ám vệ ma tộc ta, chẳng lẽ? Ma Hoàng đang muốn phóng thích lĩnh vực, dò xét khí tức trên người bốn người trong phòng, đột nhiên một cổ thần tức cường đại đánh úp lại, trực tiếp đem lĩnh vực của Ma Hoàng bước trở về. Trong nháy mắt, từ thu trừng vẫn còn đang ngủ, nhưng bốn người trong phòng kia đã biến mất. Ma Hoàng miệng hạ, đã lâu không gặp. Ngẩng đầu, trên nóc nhà khách sạn, cổ thanh ngô, lâm tỉnh sơ, Lăng Chi Ngôn và Thẩm Câu Nhu đứng ở nơi đó, nhìn ma hoàng nhạn hành. Thái Dương thần Cố Thanh Ngô, Nguyệt thần Lâm Tỉnh Sơ, Thủy thần Lăng dành dành nói, thập vĩ yêu thần Thẩm xung Nhu. Quan hệ giữa thần tộc và hoàng thất như thế nào, vốn không liên quan đến ma tộc, cuộc chiến thần ma hai ngàn vạn năm trước, la hậu tự mình cùng Sương Hoàng, hàng đế hứa hẹn năm ngàn vạn năm không xâm lược nhân tộc nữa, thần tộc mới ở trong thần ma đại chiến thả ma tộc một con ngựa, chỉ là phong ấn ma tộc mà thôi hôm nay mới qua hai ngàn vạn năm ma tộc đã một lần nữa khởi xướng cuộc chiến nhân ma, ma tộc vi phạm hợp đồng trước, thần tộc ta không có dáng lâm một lần nữa phong ấn ma tộc, đã là thần tộc giữ chữ tín, hiện nay chúng ta chỉ hộ vệ công chúa, chỉ cần ma tộc không hoành hành ngăn cản, chúng ta cũng sẽ không chủ động tìm ma tộc gây phiền toái. Tôi không biết. Nhạn hành hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không tin lý do thoái thác của cố thanh ngô nếu nàng cầu được thần tộc hàng lâm can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa nhân tộc và ma tộc, Thái Dương thần còn có thể nói không liên quan đến ma tộc ta sao? Quạt xếp trong tay cố thanh ngô mở ra, nụ cười trên mặt không giảm, nhưng khí thế quanh thân nhiều hơn vài phần uy áp, ma hoàng tự nhiên cảm giác được, cũng phóng thích uy thế tương đối. Nếu ma tộc muốn ngăn cản công chúa xuôi nam, thậm chí không tiếc gây chiến, cũng có thể thử xem có thể đột phá tứ thần thủ hộ của ta hay không. Cố thanh ngô nói xong, Quạt xếp đặt ngang, trước một bước phóng thích bản tướng trong cơ thể, ở phía sau hắn hiện ra một hình người kim quan thật lớn, tay hình người nâng liệt dương, phía sau cánh vàng hộ thân. Sau đó lăng chiên ngôn, thẩm dịch nhu, lâm tỉnh sơ lần lượt phóng thích bản tướng. Lăng chiên ngôn bản tướng là lam quan gần trong suốt hình người, trong tay cầm cung, chung quanh sóng nước lưu chuyển. Thẩm dịch nhu vốn là thập vĩ bạch hồ, thân hình hồ ly thon dài, quanh cũng bạch quan lâm tỉnh sơ vốn là nữ tướng hình người hai tay nâng trăng tiên khí màu tím lượn lờ bản tướng hiện thế thần tộc uy áp toàn bộ phóng thích ma hoàng sau lưng bốn đoàn ma tức quanh quẩn một lát ma tức tản đi ma tộc tứ tế ti xuất hiện phía sau ma hoàng lạnh đế tôi biết lạnh lâm thế bạn đang nghe tại truyện chấm audio song phương đằng đằng sát khí chiến đấu hết sức căng thẳng một trận uy áp càng thêm cường đại đánh úp lại vô luận là thần hay là ma sát khí đều bị uy áp trấn hạ tô tri hàng từ trên trời giáng xuống xung quanh hàng khí bức người không nhìn thẳng vào ma tộc hàng đế trên nóc nhà khách sạn bốn người đồng thời thu bản tướng hướng tô tri hàng hành thần tộc đỡ vai hành lễ thấy tô tri hàng hàng lâm nhạn hành lập tức hạ lệnh rút lui trong lúc nhất thời vô số ma tức theo nhạn hành rời đi tô tri hàng cũng không nhìn thẳng vào bốn người một cái đi thẳng vào giữa khách sạn bốn người thật là tò mò nhào nhào ghé vào ngoài cửa sổ khách sạn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ khép hờ ra nhìn vào trong phòng trong phòng từ thu trừng giống như cảm giác được gió lạnh kéo kéo chăn trên người cuộn mình lại nhìn qua đang ngủ say đột nhiên ngoài cửa vang lên một trận kịch liệt đánh thức từ thu trừng bốn người ngoài cửa sổ thấy vậy lập tức trục đầu xuống ai ngoài cửa không có trả lời từ thu trừng cảnh giác cầm lấy bội đao dưới gối chậm rãi đi tới trước cửa, theo cái lỗ nhỏ trên cửa kiểm tra tình thế ngoài cửa. Bốn người lại lặng lẽ thò đầu ra, nhìn từ thu trừng nhìn kỹ ngoài cửa một hồi, rồi lập tức mở cửa ra. Ngoài cửa, tô tri hàng người đầy máu nằm trên mặt đất, vết thương chồng chất. Sáu a còn có người có thể làm hàng để bị thương thành như vậy. Thẩm Dịch Nhu cảm thán, Lâm Tĩnh Sơ nhanh chóng phủ định lời nói của Thẩm Dịch Nhu. Diễn. Lòng trảo ấn trên người đến từ chính hàng đế. Ai vậy? Ai dám cổng sương hoàng dạy hàng đế như vậy? Lăng chi ngôn phát ra nghi vấn, Cổ thanh ngô chắc chắn trả lời. Ta cực ba ngàn kim, ngụy thanh xuyên dạy, trừ hắn ra, người khác không có gan lớn như vậy, dám dạy hàng đế chơi khổ nhục kế như vậy. Trong lúc bốn người xì xào bàn tán, từ thu trừng đã kéo tô tri hàng lên giường, từ thu trừng nhẹ nhàng đẩy quần áo dính máu của tô tri hàng ra, vết xuất lộ ra nhìn mà giật mình. Có chút quần áo đã dính ở trên miệng vết thương, nếu không xử lý, sợ là muốn nhiễm trùng. Ra tay cũng quá độc ác. Thẩm dịch nhu choáng váng, trực tiếp hóa thành hồ ly chui vào lòng lăng chi ngôn. Đừng nhìn nữa, còn không mau tới hỗ trợ. Ngữ khí từ thu trừng thay đổi hoạt bát ngày xưa, ngược lại có chút lạnh như băng. Ba người một hồ đều sửng sốt, nhưng biết là từ thu trừng phát hiện ba người, cũng không cần tiếp tục diễn nữa, liền từ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Ngươi khi nào thì biết chúng ta ở bên ngoài? Vừa rồi, vừa rồi trên nóc nhà có động tĩnh, ta sợ, đi phòng các ngươi tìm các ngươi, phát hiện các ngươi đều không ở đây, liền trở lại trong phòng theo cửa sổ xem xét một chút, mặc dù không biết các ngươi cùng ai đối mặt, lại nói cái gì, nhưng ta biết thân phận các ngươi tuyệt không đơn giản. Lăng Chi Ngôn trầm mặt một lát, vốn định ngã bài nói rõ ràng, nhưng cố thanh ngô dẫn đầu tiến lên một bước, cướp được quyền lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta là người ẩn thế, vốn không muốn để ý đến trần sự, nhưng ma tộc bức người quá đáng, ta cùng phu nhân vốn có một đứa con trai, chính là chết trong tay ma tộc, mà hoa niên, người nhà của hắn cũng chết dưới tay ma tộc, cho nên mấy chục năm trước hắn tiến vào hoàng cung trở thành thủ vệ, ta cùng phu nhân ở ngoài cung cùng hắn liên hệ tin tức ma tộc, ngay từ đầu không có nói cho công chúa, là sợ công chúa đa tâm. Lâm tỉnh sơ nhướng mày, nàng cùng cố thanh ngô bác tử còn chưa nhếch lên, ngay cả hài tử cũng bị hắn kéo ra. Lăng chi ngôn trong lòng khiếp sợ, mình là thần tộc, không cha không mẹ, trời sinh nuôi dưỡng, thật sự không biết mối thù giết cha giết mẹ này nên biểu hiện như thế nào, nhưng căn cứ vào lời nói dối như nước hắt ra ngoài, lăng chi ngôn thở dài một tiếng, xoay người lại, cúi đầu như bị đâm vào chuyện thương tâm. Lâm tỉnh sơ nhắm mắt, cũng cùng xoay người đi. Mong rằng, công chúa thứ lỗi từ thu trừng vẻ mặt ngươi coi ta là kẻ ngốc lừa gạt nhìn cố thanh ngô nhưng nhìn bộ dáng mấy người cũng có vài phần đáng tin liền quay đầu nhìn về phía nam nhân vết thương chồng chất trên giường vậy hắn thì sao từ thu trừng vừa hỏi như vậy cố thanh ngô ngừng nói sợ hiện tại nhận nhau làm rối loạn kế hoạch của tô tri hàn chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng không biết không rõ lắm chưa từng thấy qua Ba người trăm miệng một lời, từ thu trừng nhướng mày. Nhưng hắn bị thương nặng như vậy. Có lẽ. Có lẽ vừa rồi chúng ta giao thủ với người ma tộc, ngộ thương hắn. Từ thu trừng gật gật đầu, mời Lăng Chi Ngôn đi lấy chậu nước, lại mời Lâm Tỉnh Sơ và Cố Thanh Ngô đi lấy chút thuốc, việc này mới coi như tạm thời lật qua một bài. Lăng Sơn Chi Ngôn nhìn từ thu trừng tự mình lau chùi thân thể cho Tô Tri Hàng, đây không phải là thứ hắn có thể nhìn, liền rời khỏi phòng, đứng ở ngoài phòng. Từ thu trừng bận rộn sống đến nửa đêm, trời đã tờ mờ sáng, từ thu trừng mới lau sạch vết máu toàn thân Tô Tri Hàn bôi thuốc lên vết thương của hắn, từ thu trừng nhìn mặt Tô Tri Hàng. Đôi mặt này thật sự là tác phẩm tuyệt thế của nữ hoa, không nói đến làn da hắn trắng nõn, nhìn thế nào cũng xinh đẹp, chỉ nhìn lông mày của hắn nhô ra, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, có lẽ là nguyên nhân bị trọng thương, môi của hắn ảm đạm không màu, còn có chút khô nứt, tóm lại ngũ quan tùy ý sách ra, đều là tác phẩm xuất sắc tuyệt thế. Nhưng không biết tại sao, từ thu trừng cảm thấy trên khuôn mặt không thể bắt bẻ này, vẫn là ánh mắt của hắn đẹp nhất, mặc dù hắn hiện tại hai mắt nhắm chặt, từ thu trừng vẫn cho là như thế. Theo mùi máu tanh tản đi, trên người hắn bay tới một mùi thơm, giống như trầm hương, nhưng lại không hoàn toàn là trầm hương, từ thu trừng vẫn chưa đốt hương, có lẽ là... Đây là mùi cơ thể bẩm sinh của hắn ngửi mùi thơm này, cả người từ thu trừng mệt mỏi như trút xuống trong chớp mắt, kéo từ thu trừng rơi vào giấc ngủ say. Một lát sau, tôi Tri Hàng mở mắt, cục mắt nhìn từ thu trừng gối lên tay anh ngủ, khẽ cười. Ngủ đi. Không nghĩ tới hàng đế thật sự tự mình hạ phàm, đến thủ hộ thần tích của hắn. Sương Hoàng biết không? Sương Hoàng có biết hay không ta không rõ ràng lắm, nhưng ta đoán chừng toàn bộ thần tộc đều nên biết, ta kháo đậu, hàng đế nào có như vậy ôn nhu thời điểm A, hai người bọn họ nhận thức. Lăng Chi Ngôn cùng Cố Thanh Ngô hai mặt nhìn nhau, thần tộc đối mặt với thần tích của mình, hoặc là che giấu thân phận thần tích, để thần tích an ổn vượt qua cả đời, đợi sau khi thần tích chết đi, thần lực thần tộc lưu lại trên người thần tộc sẽ trở lại trên người thần tộc, đó là thần ma đại chiến thần tộc lưu lại nhân gian, cung cấp cho nhân tộc tu luyện, cũng không nghĩ sẽ tụ tập đến trên người cá nhân. Hoặc là để cho thần tích sinh trưởng, dù sao vô luận như thế nào thần tích cũng không có khả năng cường đại hơn thần tộc, cho dù là thần tích ma hóa, thần tộc cũng chỉ mất đi một chút thần tích lưu lại thế gian, đối với thần tộc mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Nào có ai giống như Tô Tri Hàn, đối với thần tích dịu dàng cưng chiều như vậy, đây chính là Tô Tri Hàn, hàng đế xếp hạng thứ hai trong 16 thần trụ, chỉ sau Sương Hoàng, là người dẫn đầu toàn bộ thần tộc. Trừ 16 thần trụ ra, những thần tộc khác bình thường đừng nói chạm vào Tô Tri Hàng một chút, ngay cả quần áo của Tô Tri Hàng cũng sờ không được. Làm sao có thể để cho hàng để dở trò khổ nhục kế này, còn mặc cho nàng gối đầu lên tay, còn có một câu cực kỳ cưng chiều. Ngủ đi. Về phần tại sao lại ngoại lệ với công chúa này, Tô Tri Hàng cũng không hiểu. Hắn vốn không thèm để ý thần tích gì, cho nên từ khi thần tích giáng thế tới nay, Tô Tri Hàng chưa bao giờ đi thăm từ thu trừng tìm thư quyển hắn chính là thuộc về một loại mặc kệ thần tích tự mình trưởng thành, về phần thần tích cuối cùng trưởng thành như thế nào, Tô Tri Hàn cũng không thèm để ý. Dù sao, đây cũng không phải là thần tích đầu tiên của hắn hiện thế. Nhưng khi nàng nhìn tiểu công chúa này từ khi sinh ra, tuy rằng mặt ngoài được sủng nịch, tập trung ngàn vàng sủng ái vào một thân, nhưng ở hậu cung lục đục với nhau, nàng vẫn nhận hết phi tần xa lánh. Hắn thấy được nàng tuổi nhỏ mất mẫu thống khổ. Nhìn nàng từ cầu xin thần linh trừng trị ác nhân, đến tự tay cầm lấy lưỡi dao sắc bén, cùng hậu cung phi tần lục đục với nhau. Hắn chứng kiến nàng bị ép trưởng thành quá trình, hắn là tìm khắp trên trời dưới đất, duy nhất một người hiểu nàng nhất. Ngay từ thu trừng mất mẹ, hắn sai lăng chi ngôn hạ phàm, lấy thân phận thị vệ đi theo bên cạnh từ thu trừng bảo vệ nàng, cũng ra lệnh cho Thẩm Câu Nhu, bảo nàng cũng bảo vệ bên cạnh từ thu trừng. Khi hắn nhìn thấy từ thu trừng vì nhân tộc không ngại ngàn dặm xa xôi, bôn ba vạn dặm, xuôi nam đi tới vô tận hải tìm vị thần linh thuộc về nàng. Cũng chính là Tô Tri Hàng, Tô Tri Hàng không thể không thừa nhận, trong nháy mắt đó hắn quả thật nổi lên tâm tư hạ phàm. Cho nên trước khi hắn xuất quan, trước sau phải cố thanh ngô cùng lâm tỉnh sơ bảo vệ từ thu trừng. Sau khi xuất quan, Tô Tri Hàng cùng Ngụy Thanh Xuyên đàm luận phương pháp kích thích dục vọng bảo vệ của nữ hài, ở chỗ này Tô Tri Hàng đột nhiên cảm giác được dị động của ma tộc, ngay cả lời Ngụy Thanh Xuyên nói cũng chưa nghe xong, Tô Tri Hàn liền lập tức tự mình hạ phàm, đi tới bên cạnh từ thu trừng. Muốn cho nữ hài bảo vệ ngươi, đối với ngươi không có cảnh giác, ngươi phải trước yếu thế, nhà ngươi cái kia thần tích kiều kiều yếu ớt, vì ngươi đây chính là một mình sông vô tận chi hải a, à, nàng chẳng lẽ không biết trên đường có ma tộc vây quanh sao? Người ta vì ngươi làm đến loại tình trạng này, anh bạn, nghe ta, làm ra khổ nhục kế, khẳng định được cô nương phương. Phi khẳng định để cho người ta cô nương mang ngươi đồng hành. Tô Tri Hàng chỉ nhớ kỹ đoạn này. Cùng tô biết lạnh đồng hành. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chờ từ thu trừng tỉnh lại, nàng đã sớm không biết từ lúc nào nằm ở trên giường ở một gian phòng khác, bên cạnh là hồ ly cảm sát của nàng, tất cả giống như trở lại đêm nàng vừa mới xuất phát. Từ thu trừng không biết ngủ bao lâu, nàng theo ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, hẳn là lúc ăn trưa, bụng nàng cũng đói, liền ông hồ ly, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, mùi thức ăn bay tới từ phòng bên cạnh đã cuốn tâm thần từ thu trừng đi. Từ thu trừng ở trong hoàng cung cũng chưa từng ngửi thấy thức ăn thơm như vậy. Từ thu trừng đi tới trước gian phòng kia, bỗng nhiên ý thức được đây hình như là phòng nàng nghỉ ngơi tối hôm qua, mà phòng bên cạnh vốn nên là phòng của Lăng Chi Ngôn và Cố Thanh Ngô. Từ thu trừng không hiểu ra sao, đang lúc cô định đến phòng thứ ba phòng của lâm tỉnh sơ thì cánh cửa trước mắt bỗng nhiên mở ra mở cửa là tô tri hàn tô tri hàn đã thay quần áo sạch sẽ tóc cũng búi cao một thân này tuy rằng mộc mạc nhưng có tô tri hàn khuôn mặt cao cấp này thân này mộc mạc quần áo cũng có thể truyền ra quý tộc dáng vẻ đến từ thu trừng ngẩng đầu nhìn tô tri hàn cô quả thật đoán không sai khuôn mặt này của tô tri hàn tuy rằng ngũ quan đều thập phần nổi bật nhưng con ngươi là đẹp nhất đôi mắt phượng của hắn ẩn tình đưa tình, trong đó điểm suyết trồng mắt màu hổ phách. Lông mi công công, khóe mắt còn có một nốt ruồi nước mắt vừa vặn, quả thực ai nhìn cũng không dời mắt được. Từ thu trừng sững sờ, tô tri hàn cũng để mặt cho từ thu trừng nhìn hắn đến xuất thần. Cho đến khi bụng từ thu trừng không chịu thu kém kêu ù ụt một tiếng, từ thu trừng mới tỉnh táo lại, hoảng hốt dời ánh mắt đi. Không, xin lỗi, anh khá hơn chút nào chưa? Tô Tri Hàng lui về phía sau nửa bước, hướng từ thu trừng hành lễ với hoàng tộc. Từ thu trừng còn chưa kịp phản ứng, hồ ly trong lòng nàng đã thoát khỏi vòng tay của từ thu trừng. Thừa dịp từ thu trừng bị Tô Tri Hàng làm cho kinh ngạc, cảm sát cúi đầu hành lễ. Tốt hơn nhiều rồi, còn chưa tạ ơn ơn cứu mạng của cô nương. Từ thu trừng chớp chớp mắt, nhẹ nhàng cười cười, nàng vốn không làm gì, thuốc là cố thanh ngô cho, nàng cũng chỉ giúp Tô Tri Hàng lau thân thể mà thôi không không có việc gì tiện tay mà thôi chỉ là sao ngươi lại bị thương nặng như vậy ta thấy bả vai ngươi hình như không phải là nhân lực có thể bị thương ngươi gặp phải ma tộc sao vâng đêm qua ta đi trên đường bỗng nhiên bị ma tức tập kích tỉnh lại liền ở chỗ này trốn ở ngoài cửa ba người một hồ huyết sâu một hơi khí lạnh đều ở trong lòng âm thầm cảm thán nói hay cho vừa ra giả ngu sững sờ ma tộc thật sự là người ngồi trong nhà nội từ trên trời đến. Đừng nói ma hoàng ngày hôm qua tới, cho dù là lão tổ la hầu của bọn họ đột phá phong ấn hiện thế, cũng khó đã thương tô tri hàng hiện tại chứ. huống hồ, làm gì có long dám đã thương long tổ A, đây không phải thuần khiết tìm ngược sao. Này thật đúng là khi dễ thiếu nữ vô tri, ngụy Thanh Xuyên như thế nào cái gì tốt đều không vậy Cố Thanh Ngô và Lăng Chi Chi thì thầm, âm thanh của bọn họ từ thu trừng không nghe được, nhưng Tô Tri Hàng tai nghe bác Phương tự nhiên có thể nghe được. Hắn thừa dịp mời từ thu trừng vào trong phòng, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Thanh Ngô và Lăng Chi Ngôn, hai người lập tức im lặng. Tô Tri Hàng đóng cửa lại, từ thu trừng nhìn đầy bàn món ngon, nhất thời thèm nhỏ dãi, bụng lại kêu ung ục. Đây, đây là... Đây là ta mượn đầu bếp của khách sạn làm cho ngươi, không có gì để cảm tạ ngươi, nhớ ngươi ngày đêm gấp đường, chỉ có thể dùng cái này cảm tạ cô nương. Từ thu trừng cũng không hỏi Tô Tri Hàn làm sao biết mình ngày đêm đi gấp, có lẽ là từ trên người nàng mệt mỏi biết được, cũng có lẽ là đã cùng lăng chi ngôn cùng cố thanh ngô bọn họ chạm mặt, nói chuyện phím biết được. Tóm lại, dân dĩ thực vi thiên, trước no bụng lại nói. Vừa nghĩ, từ thu trừng đã ngồi xuống, cô cầm đũa lên, mỗi một món ăn trên bàn này đều là món cô thích, còn có món cô đã sớm muốn ăn nhưng chưa được ăn. Không nói đến Tô Tri Hàn làm sao biết được tâm ý của cô như vậy, Khách sạn nho nhỏ này, lấy đâu ra nhiều nguyên liệu nấu ăn hiếm thấy như vậy? Đêm qua, sao ta lại đi phòng bên cạnh chứ? Từ thu trừng vừa nói, vừa thử đặt câu hỏi. Lúc ta tỉnh lại đã là giờ thìn, thấy ngươi ngủ yên bên giường, không đành lòng, liền liên lạc tùy tùng của ngươi, đưa ngươi đến phòng bên cạnh, miễn cho máu bẩn ta nhiễm trên giường nhiễm ngươi. Máu đen, đây chính là thần huyết A, máu của 16 thần trụ là chí bảo ma tộc đê giai tha thiết ước mơ A cũng may buổi sáng hôm nay lâm tỉnh sơ gọi thần tinh lọc nam cung nhược hoa tới đem máu trên giường cùng máu trên người tô tri hàng tinh lọc sạch sẽ nếu không không biết sẽ đưa tới bao nhiêu ma tộc mơ ước đây cố thanh ngô lăng chi ngôn và thẩm câu nhu ở ngoài cửa nghe lén cảm giác càng nghe càng thái quá cuối cùng dứt khoát không nghe nữa quay đầu về phòng đánh bài vậy hoa niên có nói gì với anh không hoa niên cố thanh ngô và lâm tĩnh sơ vừa hạ phàm đến bên cạnh từ thu trừng chắc hẳn từ thu trừng sẽ không cảm thấy hai người này hiểu mình bao nhiêu, cũng sẽ không hỏi là hai người này đã nói gì với mình. Vậy chỉ còn lại Lăng Chi Ngôn ngay từ đầu đã ở bên cạnh từ thu trừng, chắc hẳn đây chính là tên giả của Lăng Chi Ngôn. Hai vị công tử và phu nhân kia chưa từng nói gì với ta, không biết ngươi có muốn hỏi chuyện bàn cơm này không? Từ thu trừng gật gật đầu, nếu hắn đã trực tiếp như vậy, chắc là không thẹn với lương tâm, hẳn không phải vẫn luôn điều tra mình cũng có dự mưu xuất hiện bên cạnh mình là ngươi nói cho ta biết. Hả? Từ thu trừng trừng to mắt, hắn và vị công tử này đêm qua mới quen biết, vừa rồi mới đáp lời, từ thu trừng khi nào thì nói cho hắn biết những điều này. Thấy từ thu trừng lục lọi trí nhớ cũng không tìm ra nguyên nhân gì, tô tri hạng cũng không định vòng vo, liền dứt khoát nói. Ngươi nói mớ hồi lâu, ta là dựa theo ngươi nói mớ tìm được tài liệu, làm những thứ này ăn. Ánh mắt từ thu trừng trừng lớn hơn, như muốn rơi xuống bàn. Chính từ Thu Trừng cũng không biết mình có thói quen nói mớ, chẳng lẽ mấy ngày nay quá mệt mỏi, cũng không ăn no, đói đến mức này sao? Không nên a. À. Từ Thu Trừng vẫn có chút hoài nghi. Kỳ thật không phải đêm qua từ Thu Trừng nói mớ nói cho Tô Tri Hàn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Những món ăn này, có một số là từ Thu Trừng từng nói thẳng mình thích, có một số là từ Thu Trừng bởi vì bị hậu phi xa lánh mà ăn không đủ no trong mộng nói mớ. Tô Tri Hàn đều nhớ rõ cũng vì cô mà làm. Anh có thích nó không? Tô Tri Hàn hỏi như vậy, Từ Thu Trừng phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng bàn thức ăn này tới rất kỳ quái, theo không thể không nói, tay nghề của vị công tử này thật sự tốt, ngay cả ngự trù trong cung cũng không thể so sánh được. Thật sự rất ngon, ta chưa bao giờ ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Ngươi làm cơm so với trong cung làm ăn ngon gấp trăm lần. Từ Thu Trừng không chút thu liễm khen ngợi tay nghề của Tô Tri Hàn. Tô Tri Hàng bất động thanh sắc đẩy đồ ăn về phía Từ Thu Trừng. Vậy ăn nhiều một chút. Từ Thu Trừng ăn như hổ đói, mới đầu Tô Tri Hàng cho rằng chỉ là nàng cảm thấy quá ngon, dù sao nơi này có vài món ăn chỉ là Từ Thu Trừng mơ thấy trong mộng, chưa bao giờ ăn qua. Kỳ thật cũng không phải Từ Vũ không cưng chiều nàng, hoàn toàn ngược lại, là mỗi lần nàng đòi phụ thân và ca ca, bọn họ nhất định hao hết tâm tư vì Từ Thu Trừng tìm đến trong đó có một số thức ăn cần nguyên liệu nấu ăn giá cả xa xỉ, chỉ cần từ thu trừng xa xỉ như vậy, nhất định sẽ khiến hậu cung ghé mắt. Từ thu trừng thật sự chịu đủ loại lục đục với nhau này, từ từ cũng không nói nữa. Nhưng không ngờ, sau khi từ thu trừng ăn xong, lập tức đứng dậy chuẩn bị lên đường. Không nghỉ ngơi nhiều một chút sao? Không được, trên vai ta là ngàn vạn con dân của từ thị hoàng tộc, ta muốn sớm ngày tới vô tận hải, sớm ngày nhìn thấy thần linh của ta. Từ Thu Trừng lưu lại những lời này, đẩy cửa đi ra, Tô Tri Hàng đứng tại chỗ, nhất thời không biết dùng tâm tình gì đối mặt với những lời này của Từ Thu Trừng. "Ngươi đã thấy rồi." Tô Tri Hàng thở dài, để lại một thỏi bạc làm tiền boa cho tiểu nhị thu dọn bàn ăn, sau đó theo sát Từ Thu Trừng ra cửa. "Cô nương, ngươi cứu ta một mạng, ta theo lý nên báo đáp, mục tiêu của ta cũng là phía Nam vô tận chi hải, có thể hay không cùng ngươi đồng hành, trên đường cũng dễ báo ân." cứu mạng báo đáp báo ân ba từ này có thể nói ra từ miệng tô tri hàn sao không nói đến ai có thể làm tổn thương tô tri hàn để cho hắn lưu lạc đến kết cục được người cứu tô tri hàn bình thường đều là có ân lúc ấy liền báo tỉ như đưa trang bị linh thạch coi như là đối phương muốn tô tri hàn moi tim móc gan hắn cũng là tại chỗ báo tìm thư uyển bởi vì tô tri hàn cũng không thích cùng bất luận kẻ nào có bất kỳ liên quan gì công chúa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a à? Ở đây ba người một hồ đều khiếp sợ, chẳng lẽ vừa mới ở trong phòng, hàng đế của bọn họ còn chưa báo ân sao? Vừa rồi ngươi vì ta làm món ngon mỹ vị, đã là báo ân, nếu như ngươi thật sự muốn xuôi nam vô tận chi hải, đồng hành là được, không cần so đo báo ân. Từ thu trừng công mắt cười, tuy rằng tô tri Hạng rất đẹp trai, nhưng sự xuất hiện của hắn thật sự là quá đột ngột, trên người hắn cũng có quá nhiều bí mật, từ thu trừng không thể không đề phòng. Nàng cự tuyệt, nàng cự tuyệt, vị công chúa này cự tuyệt. Ba người một hồ như là ăn được kinh thiên đại qua giống nhau, đều nhấc lên 12 phần tinh thần, nghe hai người đối thoại. Quả thực là càng nghe càng ngoài dự đoán của mọi người. Ân cứu mạng, một bữa cơm sao có thể báo đáp. Đã đi tới vô tận hải, kính xin cô nương cùng ta đồng hành. Tô tri hàng thở dài không người, ba người phía sau từ thu trừng lập tức xuống ngựa, ngay cả ngựa cũng bị động tĩnh của ba người hắn cả kinh. Từ thu trừng quay đầu nhìn lại, ba người như không có việc gì tụ lại một chỗ, chờ từ thu trừng quay đầu, ba người lại đứng thành một hàng, hành lễ với tô tri hàng. Đậu má, hàng đế hành lễ, hắn là người thấy sương hoàng cũng không không lưng a. À. Hơn nữa hàng đế quá cường ngạnh, quá cứng nhắc. Ánh mắt cố thanh ngô và lăng chi ngôn đối thoại, hai người bọn họ khiếp sợ muốn rớt ra ngoài. Chờ tô tri hàng đứng thẳng dậy, ba người kia cũng mới đứng thẳng lên ngựa vậy được rồi, trên người ngươi có thương tích, ta sẽ không bởi vì ngươi làm chậm trễ hành trình của ta, ngươi cần phải cẩn thận. Tô Tri Hàng gật đầu, liền dắt ngựa qua tay, không nói hai lời xoay người cưỡi lên. Người trong xe càng là, Tô Sương Kính. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lộ trình nửa ngày, mấy người dục ngựa dơ roi, nửa đêm rốt cục tới Nam Thành. Có lẽ là bởi vì tốc độ truyền tin của từ vũ bồ câu bay nhanh hơn tốc độ chạy đi của từ thu trừng, nam thành đã bắt đầu nghiêm mật điều tra người qua đường muốn từ cửa thành đi vào chỉ sợ không có khả năng từ thu trừng ngẩng đầu nhìn về phía binh lính tuần thủ trên tường thành từ đó suy đoán binh lính tuần tra trong thành cũng sẽ không ít hôm nay chiến trường tiền tuyến với ma tộc chính là lúc nhân thủ không đủ mặc dù phụ hoàng là vì ngăn cản mình xuôi nam cũng không đến mức phái nhiều binh lính như vậy tuần tra ở nam thành cách ma tộc xa nhất chứ chẳng lẽ từ thu trừng không dám nghĩ tiếp lập tức đi tới trước mặt tướng lĩnh trấn thủ cửa thành cũng móc ra lệnh bài tượng trưng cho hoàng tộc xin thông báo cho trấn quốc trưởng công chúa từ thu trừng tới chơi tướng lĩnh thủ thành vừa thấy lệnh bài này cũng không dám trì hoãn phân phó thủ hạ dắt ngựa đến lập tức cưỡi ngựa tiến vào trong thành hướng về phủ trưởng công chúa đi mọi người chờ đợi truyền tin một con mèo đen từ trước tường thành chạy qua kinh động một bộ phận binh lính nhưng bởi vì mèo đen ở dưới đêm tối cũng không rõ ràng, lại là chợt lóe mà qua, cho nên binh lính cũng rất nhanh mất đi mục tiêu truy kích. Công chúa, ta đi xem một chút. Hoa niên tiến lên, sau khi được từ thu trừng cho phép, hắn xuống ngựa đuổi theo mèo đen. Ta cũng đi xem, hai vị trông coi công chúa. Tô Tri Hàn cùng Cố Thanh Ngô và Lâm Tỉnh Sơ nói xong liền xuống ngựa cùng Hoa Niên rời đi, từ thu trừng quay đầu lại nhìn hai người bọn họ một cái, lại nhìn cố thanh ngô và lâm tĩnh sơ còn chưa có động tác thương thế của hắn còn chưa tốt các ngươi đi theo hắn xem đi vạn nhất thật sự là ma tộc ta sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm công phu của hoa niên không tệ vị công tử này tuy rằng chúng ta không biết nhưng nhìn qua hẳn là người trong lòng hiểu rõ chúng ta vẫn là trông coi công chúa tương đối thỏa đáng trên thực tế là ai dám làm trái lời tô tri hàn một giây trước theo sau phải bị đạp trở lại cố thanh ngô trên mặt không lộ thanh sắc, vẫn tươi cười ôn hòa như trước. Từ thu trừng gật gật đầu, nàng một lòng lo lắng ma tộc có động tác với Nam Thành, không có lòng dạ bận tâm những thứ khác. Tô Tri Hàn và Lăng Sơn Chi Ngôn cũng không đi theo mèo đen, mà tự mình đi sâu vào rừng rậm. Không lâu sau, hai người đi tới một dòng suối, mèo đen đã sớm chờ ở đây. Mèo đen thấy hai người tới đây, hóa thành nam tử mắt đỏ, hướng Tô Tri Hàn hành lễ đỡ vai. Lăng chi ngôn phía sau tô tri hàng hành lễ với nam tử rồi lui ra xa, mặt hướng ra ngoài rừng rậm đứng thẳng, phòng ngừa chung quanh có người nghe lén. Như thế nào? Hồi tôn thượng, chiến tranh giữa nhân tộc và ma tộc kéo dài gần ngàn năm, những năm gần đây nhân tộc đã có dấu hiệu bại lui. Những thứ này ta đều biết, ma tộc trong lãnh địa nhân tộc có động thái gì? Hồi tôn thượng, từ lần trước ma hoàng cùng thanh ngô bọn họ đánh nhau sau đó, ma hoàng vẫn chưa trở về ma tộc, mà là dẫn theo rải rác ở nhân tộc lãnh địa bên trong các ma tộc nội tuyến, hướng Nam Thành di động, bây giờ một bộ phận ma tộc đã tiến vào Nam Thành. Lăng Chi Ngôn nghe đến đó, bất giác liếc mắt nhìn về phía hai người hắn nói chuyện, liếc mắt một cái qua đi, Lăng Chi Ngôn quay đầu lại, tiếp tục cảnh giác bốn phía. Nếu đã như vậy, ngươi tiếp tục âm thầm thủ hộ công chúa, cũng để ý hướng đi của ma tộc các nơi nhân gian. Mặt khác, Triệu Yến Tuyết Hạ Giới, ngươi cùng hắn tiến vào thủ vệ Nam Thành. Vâng. Nam tử sau khi lĩnh mệnh, trốn vào trong hắc vụ biến mất. Tô Tri Hàng xoay người đi tới bên cạnh Lăng Chi Ngôn, hai người vừa trở lại ngoài thành, xe trưởng công chúa trong thành liền chậm rãi chạy tới. Từ thu trừng xuống ngựa, đợi xe dừng lại, từ thu trừng mang theo bốn người phía sau không người hành lễ. Sơ vãn cô cô. Từ thu trừng dứt lời, một người từ trên xe đi xuống, đó chính là mùi mùi nhỏ nhất của từ vũ, đương kim trấn trưởng công chúa, từ sơ vãn. Từ sơ phục sức hoa lệ, đỉnh đầu châu thúy hoa quang, nhìn qua cũng không lớn hơn từ thu trừng bao nhiêu, nhưng so với từ thu trừng, mặt mày vị trưởng công chúa kia lại tăng thêm rất nhiều cảm giác sắc bén. Phụ hoàng ngươi đã sớm truyền tin cho ta, nói ngươi đang trên đường xuôi nam, xin ta lưu ý nhiều hơn, nếu tra được tung tích của ngươi, lập tức đưa ngươi về hoàn thành. Từ sơ xuống xe nâng từ thu trừng dậy. Từ thu trừng cục mắt, nói với vẻ mất mát. Vậy tiểu cô cô muốn đưa Diên Nhi về sao? Diên Nhi vất vả lắm mới tới được Nam Thành. Dọc theo đường đi, Diên Nhi đã trải qua rất nhiều lần ám sát, cửu tử nhất sinh. Nếu quay về theo đường cũ, chẳng phải là phải trải qua một lần nữa sao? Diên Nhi, chữ nhỏ của từ thu trừng. Từ thu trừng ra vẻ ủy khuất, cũng rơi xuống hai giọt nước mắt trân châu rất nhiều lần ám sát, cửu tử nhất sinh. Vì công chúa này nói dối thật sự là mắt cũng không chấp một cái. Nghe từ thu trừng nói, mọi người bất giác dời ánh mắt về phía Tô Tri Hàn. Tô Tri Hàn trên mặt không có thần sắc gì, nhìn qua cũng không thèm để ý đến cuộc đối thoại giữa từ thu trừng và từ sơ vãn, mà ánh mắt của hắn vẫn nhìn chầm chầm vào xe của từ sơ. Dường như bên trong có cái gì đó. Đám người cố thanh ngô theo ánh mắt Tô Tri Hàn nhìn về phía xe, bên trong xe cầm đèn, đèn đuốc phát họa thân ảnh người nọ, phản chiếu trên cửa sổ xe. Thân ảnh này, sao lại quen thuộc như vậy? Lời tuy là nói như vậy, nhưng bây giờ Nam Thành cũng không thái bình, ta được các thành tuyến báo, phụ cận ma tộc đều đang hướng Nam Thành tụ tập, sợ là biết ngươi cái này thân mang thiên mệnh công chúa muốn đi trước vô tận chi hải, lại đây ngăn cản. Vậy, tiểu cô cô cũng không ủng hộ ta đi vô tận hải sao? Từ thu trừng thu hồi thần sắc lúc nãy, nghiêm túc hỏi từ sơ vãn. Nếu luận về trưởng bối từ thu trừng thích nhất trong hoàng tộc, không phải từ sơ vãn thì còn ai khác? Từ sơ vãn là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của tiên đế, sắp xỉ tuổi của từ thu trừng không nói, mẫu thân của từ sơ vãn và mẫu thân của từ thu trừng đến từ cùng một gia tộc, xem như là ruột thưa. Từ sau khi mẫu thân từ thu trừng mất, từ sơ vãn và mẫu thân của nàng vô cùng chiếu cố từ thu trừng. Mặc dù sau này từ sơ vãn được phong trấn trưởng công chúa, cũng tự mời đến Nam thành trấn thủ, từ Thu Trừng cũng thường xuyên trao đổi thư từ với Từ Sơ Vãn. Từ Thu Trừng cảm thấy, Từ Sơ Vãn hẳn là người hiểu nàng nhất trong hoàng tộc, nhưng nếu Từ Sơ Vãn cũng không ủng hộ Từ Thu Trừng xuôi nam. Trên thế gian này, thật sự là không ai hiểu mình. Nghe Từ Thu Trừng nghiêm túc hỏi, Từ Sơ Vãn lắc đầu, vô cùng phiền muộn thở dài. Ta không phải không ủng hộ ngươi, ngược lại, ta phi thường tán thành chuyến đi này của ngươi ma tộc năng lực ở trên nhân tộc, ngay từ đầu nhân tộc có lẽ còn có thể cùng ma tộc chống lại, nhưng thời gian càng lâu, nhân tộc càng cố hết sức, ngươi là người duy nhất trên đời hiện nay thân mang thiên mệnh, nếu ngay cả ngươi cũng không cách nào câu thông vô tận chi hải thần minh, mời bọn họ viện thủ, nhân tộc kia. Từ sơ vãn muốn nói lại thôi, mọi người ở đây đều hiểu ý của từ sơ vãn. Kỳ thật nhân tộc chưa từng thử qua nghịch thiên cải mệnh, bọn họ thành lập tông môn, liều mạng tu luyện, chính là muốn chống cự ma tộc xâm lấn. Nhưng bí tịch thần tộc lưu lại thật sự có hạn, chỉ dựa vào nhân tộc hiện giờ, tìm thư uyển dùng hết toàn tộc lực lượng, cũng chỉ có thể lại ngăn cản ma tộc 10 năm. Vậy cô cô, con. Từ thu trừng muốn nói tiếp, trong xe bỗng nhiên truyền đến giọng nữ, cắt đứt lời từ thu trừng. Trưởng công chúa, nơi này không tiện tiếp tục nói chuyện. Thanh âm này. Đám người cố thanh ngô khiếp sợ mở to hai mắt hiếc sâu một hơi ngay cả tô tri hàn nghe thấy thanh âm này cũng nhíu mày một lát sau tô tri hàn khôi phục bình thường hắn hơi nghiêng đầu ý bảo mấy người phía sau khôi phục thần sắc bình thường từ sơ vãn và từ thu trừng được nữ tử trong xe nhắc nhở lên xe đi về phía phủ trưởng công chúa những người còn lại cưỡi ngựa đi theo kỳ thật vừa rồi đám người tô tri hàn cũng nhận ra ma tức tới gần chỉ là còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở đã bị nữ tử trong xe đoạt lời ngoại trừ tô tri hàn mấy người nhìn nhau thật sự là sương hoàng cố thanh ngô dùng ánh mắt hướng lâm tỉnh sơ phát ra nghi vấn lăng chi ngôn cùng thẩm dịch nhu vẫn là hồ ly cũng nhìn về phía lâm tỉnh sơ vâng nhìn thấy thần sắc khẳng định trong mắt lâm tỉnh sơ phối hợp với nàng khẽ gật đầu trong lòng ba người cố thanh ngô bỗng nhiên căng thẳng thật sự là thấy quỷ sương hoàng sao lại ở nam thành còn 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 ở trong xe của trưởng công chúa lăng chi ngôn vấn đề tạm thời không ai có thể trả lời bọn họ thậm chí ngay cả tô xương kính vì sao hạ giới khi nào hạ giới cũng không biết xong rồi xong rồi xong rồi các ngươi trực thuộc hàng đế nhưng ta và tỉnh sơ trực thuộc sương hoàng chúng ta chưa được sương hoàng phê chuẩn đã trực tiếp lĩnh mệnh lệnh của hàng đế hạ giới can thiệp công chúa xuôi nam sương hoàng này còn không phế chúng ta không được sương hoàng phê chuẩn chỉ có ngươi ta đã xin chỉ thị của sương hoàng nghe lâm tỉnh sơ nói như vậy thẩm chu nhu ông đầu khóc trống nhân tộc tương lai bạn đang nghe tại truyện chấm audio cũng không lâu lắm phủ trưởng công chúa đã tới từ thu trừng và từ sơ vãn xuống xe trước sau đó xuống xe trong ánh mắt mọi người tụ tập chính là một người dẫn đầu thần tộc khác thực lực thậm chí trên tô tri hạng, đương kim nữ hoàng thần tộc tô xương kính tô xương kính một thân hồng y giống như trang phục của thần tộc mọi người cùng từ sơ vãn vào phủ trưởng công chúa dọc theo đường đi từ thu trừng giới thiệu với từ sơ vãn mấy người đi cùng nàng ngoại trừ tô tri hàn từ sơ vãn xem như đã biết tên thân phận của đám người cố thanh ngô cô cô vị này là từ thu trừng muốn nói lại thôi cô giống như còn chưa biết tên tô tri hàn liền đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía tô tri hàn tô tri hàn tri tâm không cần vi sinh tử tri nhất kiếm sương hàng thập tứ châu Hàng. Tô Tri Hàng vừa mới tiếp lời, Tô Sương Kính ở bên cạnh nói tiếp. Hắn chính là huynh trưởng mà ta đã nhắc tới với ngươi, Tô Tri Hàng. Ánh mắt từ thu trừng lại rơi xuống trên người Tô Sương Kính. Cô cô, vị này là... Chưa kịp giới thiệu với ngươi, vị này chính là ta trong thư cùng ngươi nhắc tới, cô cô ở Nam Thành gặp được hàng ma sư, cũng là nữ quan bên cạnh cô cô hiện tại, nàng tên là Tô Sương Kính, một kiếm sương hàng 14 châu sương, gương sáng treo cao chiếu thiên tâm kính. Từ sơ vãn cũng trích dẫn lời Tô Sương Kính nói khi tự giới thiệu, nghĩ đến hai anh em này thật thú vị, lúc tự giới thiệu dùng câu thơ đều giống nhau. Nhưng đám người cố thanh ngô đều biết, kỳ thật ngay từ đầu hai người hắn đặt tên đến từ. Ai ngờ trong gương sáng, hình ảnh tự liên lụy. Nhưng theo hai người hắn đỏ sức ở các phương diện, câu thơ này cũng dần dần bị bọn họ quên lãng. Về phần nhất kiếm sương hàng thập tứ châu là chiêu thức liên hợp của hai người hắn, khi thi triển kiếm chiêu, đóng băng vạn dặm, long phượng tương hợp, một kiếm có thể phá thiên giữ địa. Đáng tiếc, đã lâu không thấy bọn họ dùng qua. Nghĩ tới đây, đám người cố thanh ngô cũng không tự giác cục mắt. Vậy vì sao ca ca là sương hàn, mùi mùi là sương hàn a? À? Từ thu trừng mở miệng hỏi. Bởi vì hắn đánh không lại ta. Tô sương kính trả lời như đinh đóng cột. Đám người cố thanh ngô không hẹn mà cùng ho khang hai tiếng lời này bọn họ có thể nghe sao? Chẳng lẽ không phải sương thích hợp với nữ tử hơn, hàng thích hợp với nam tử hơn sao? Hơn nữa tô sương kính tu chính là sương quyết trong sương hàng quyết, tô tri hàng tu chính là hàng quyết trong sương hàng quyết. Khi nào thì có loại thuyết pháp này? Cố thanh ngô làm bộ gãi tráng, trên thực tế là cúi đầu nhìn lăng chi ngôn bên cạnh. Tôi cảm thấy chúng ta phải rút lui trước. Ta cũng cảm thấy như vậy hai người còn chưa tìm được cơ hội chạy trốn liền theo tự sơ vào phòng nghị sự mọi người nhao nhao ngồi xuống chính thức mở ra chính đề diên nhi truy tìm thần tích mặc dù cấp bách nhưng chúng ta vẫn cần bàn bạc kỹ hơn nam thành cách vô tận hải chỉ một bước nhưng ngươi chỉ xuôi nam cũng đã thu hút sự chú ý của ma tộc cũng gây chiến không tiếc bại lộ thân phận ma tộc cũng muốn tới nam thành đuổi giết ngươi chung quanh vô tận hải sợ rằng nguy cơ trùng trùng không thể tùy tiện tới gần lời của từ sơ vãn không phải từ thu trừng không biết. Nàng liều lĩnh đi tới vô tận chi hải, trong mắt người khác có lẽ là nhất thời nóng não, nhất thời xúc động, nhưng từ thu trừng tự mình biết, đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm cho người trong nước sau khi suy nghĩ cạn kẽ. Nàng làm sao không nhìn ra nhân tộc dưới sự xâm lược của ma tộc liên tiếp bại lui, chiến báo truyền vào trong cung nàng làm sao không nghe thấy. Nàng thân phụ công chúa chi trách, hưởng con dân kính yêu, ủng hộ ngàn vạn thực ấp, nhưng chưa bao giờ vì quốc gia làm qua cái gì danh xưng thần nữ cũng không mang đến cho quốc gia cái gì mà này quốc gia nguy vong mặc dù thần tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết hư vô mờ mịt nàng cũng muốn được ăn cả ngã về không vì dân vì nước cũng vì nhân tộc tương lai cô cô chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn nhưng chiến sĩ tiền tuyến không biết có thể kiên trì bao lâu ta càng sớm tới vô tận hải càng sớm tìm được thần tộc thương vong tiền tuyến sẽ càng ít Nhân dân mới có thể sớm an tâm, thiên hạ mới có thể sớm ngày yên ổn. Cho dù, Từ Thu Trừng bỗng ngẹn ngào, lời nói cũng đột nhiên dừng lại. Cho dù cùng đường mạc lộ, ta cũng sẽ dùng máu của ta nhuộm đỏ vô tận chi hải, làm cuối cùng thức tỉnh thần phương thức. Chúng thần đang ngồi trong lòng cả kinh. Diên Nhi, cô cô. Từ Thu Trừng cắt ngang lời nói dịu dàng của Từ Sơ Vãn. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm đi ta sẽ ở lại Nam Thành một thời gian, dù sao. Cũng không thể đánh trận không chuẩn bị. Từ Thu Trừng nói xong, đứng dậy hành lễ rồi lui ra ngoài. Tô Tri Hàng đuổi theo, đám người cố thanh ngô đứng dậy, nhất thời không biết đi nơi nào, liền trở về phòng khách phủ trưởng công chúa. Từ sơ vãn nhìn bóng lưng mọi người rời đi, hốc mắt bỗng đỏ lên. Đúng vậy, năm đó, không phải cô cũng lựa chọn như vậy sao? bởi vì Nam Thành là địa phương cách vô tận chi hải gần nhất, đa số tông môn đều lựa chọn thiết lập ở Nam Thành, nhưng cũng bởi vậy, Nam Thành liên tiếp xuất hiện tung tích ma tộc, vô số tông môn bị ma tộc phá hủy, những tông môn còn lại bị ép rút khỏi Nam Thành. Sau khi biết được tin tức này, từ sơ vãn tự mời mình thụ phong ở Nam Thành, đi tới Nam Thành trấn thủ, cũng bởi vậy mà được tôn hiệu trấn quốc trưởng công chúa. Kỳ thật năm đó, nàng cũng mới 17 tuổi. Ngươi Tô Sương kính nhìn hốc mắt đỏ ửng của từ sơ vãn, muốn an ủi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hình như cô thật sự không biết an ủi người khác. Từ sơ vãn vỗ vỗ bàn tay Tô Sương kính khoát lên vai mình, cố gắng nở nụ cười. Kỳ thật năm đó, ta cũng giống như nàng, được ăn cả ngã về không đi tới Nam Thành, vốn định là canh giữ ở cách thần gần nhất địa phương, chờ thần minh lâm thế. Nhưng khi ta tới Nam Thành lúc, Nam Thành tai họa liên tiếp phát sinh ta cũng vài lần thiếu chút nữa chết ở ma tộc thủ hạ, may mắn gặp được ngươi, nam thành ma tộc mới có thể bị thanh lý sạch sẽ. Tìm thư uyển www.giaosusun.com, lúc thanh lý ma tộc tất cả kế sách đều xuất phát từ ngươi, ta chỉ làm theo, kỳ thật công lao thuộc về ngươi. Từ sơ vãn lắc đầu. Nếu không có sự ủng hộ của ngươi, giúp ta thắng trận chiến đầu tiên, quan viên nam thành sao có thể tin phục ta. Tô Sương kính rũ mắt, nàng cũng không biết năm đó vì sao ra tay cứu từ sơ vãn, nạn vốn không phải là một người thích xen vào việc của nhân tộc. Có lẽ là bởi vì từ sơ vãn là người đầu tiên nạn lần đầu tiên hạ phàm nhìn thấy liền lâm vào nguy nan, có lẽ là bởi vì thần bản tính thương xót. Hoặc là, từ sơ vãn là thần tích lâm thế đầu tiên của tô sương kính. Tô sương kính hạ phàm chính là cảm giác được thần tích tới gần, muốn nhìn xem sinh vật nhỏ yếu này đến tột cùng có thể dãy dụ nở ra dạng hoa gì nhưng vừa hạ phàm đã nhìn thấy nàng thiếu chút nữa chết dưới tay ma tộc. Thật sự cảm thấy từ sơ vãn không nên dừng lại ở đây, tô sương kính không tự chủ được ra tay, lại ma xui quỷ khiến đi theo bên cạnh từ sơ vãn nhiều năm như vậy. Cho dù bế quan, tô sương kính cũng giữ phân thân bên cạnh từ sơ vãn. Cô chứng kiến từ sơ vãn trưởng thành, nhìn từ sơ vãn từ không người ủng hộ đến vạn dân ủng hộ. Tô sương kính cảm thấy, nếu từ sơ vãn sinh ra ở thần tộc, thật sự sẽ không kém mình, ít nhất cũng là một trong những thần trụ. Chẳng lẽ chỉ vì nàng xuất thân nhân tộc, nên nhỏ yếu như thế sao? Chẳng lẽ chỉ có thần tộc Chí Thanh mới có thể chống lại ma tộc hỗn độn chi thể sao? Tô Sương Kính trầm mặt, nhìn lại những phạm nhân nhỏ yếu nhưng cuộc cường đang đấu tranh với ma tộc, nhìn các binh sĩ mặc dù biết đánh không lại cũng phấn đấu quên mình dấn thân vào chiến tranh. Nàng đột nhiên cảm thấy, nhân tộc tương lai xa không chỉ như thế mà hiện tại nhân tộc cũng không nên diệt vong. Anh sẽ luôn ủng hộ em." Tô Sương kính nhẹ nhàng nói. Thần Long hiện thế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Từ thu trừng cũng không có trở lại phòng khách mà là đi tới nam thành điểm cao nhất. Trích tinh lâu mái nhà. Đây là từ thị lão tổ tông kiến tạo, là toàn bộ nhân tộc chí cao điểm, nghe nói cũng là cách thần gần nhất địa phương. Không chỉ xây dựng ở nam thành còn thẳng lên trời cao từ thu trừng đã sớm muốn tới trích tinh lâu nhìn xem nơi gần thần tộc nhất rốt cuộc trông như thế nào sau này có rất nhiều cơ hội nhưng cô lại muốn tối nay đến xem nàng đem tất cả suy nghĩ ném ra sau đầu hiện tại ở trích tinh lâu bên trong nàng chỉ có một mục tiêu chính là leo lên tới điểm cao nhất nhưng trích tinh lâu thật sự quá cao nàng cũng thật sự quá mệt mỏi không chỉ là ngày đêm kim trình mệt mỏi còn có tâm linh Cuộc chiến giữa ma tộc và nhân tộc kéo dài lâu như vậy, thần tộc chậm chạp không hàng lâm, kỳ thật không chỉ dân chúng sinh ra nghi vấn đối với sự tồn tại của thần tộc, ngay cả từ thu trừng đang mang thiên mệnh cũng bắt đầu hoài nghi thần tộc có thật sự tồn tại hay không. Nếu tồn tại, nhìn nhân tộc đau khổ dãy dùa, nhìn thiên hạ hòa bình bị ma tộc đánh vỡ, tại sao còn không ra tay? Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến khi nhân tộc đau khổ cầu xin, nhất định phải để máu nhân tộc lần nữa nhuộm đỏ biển vô tận, bọn họ mới giống như chú cứu thế gián lâm sao. Như vậy, lại tính là thần tộc gì? Từ thu trừng nhìn sân thượng gần trong gan tất, khí lực toàn thân nàng bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt, thân thể bắt đầu nghiêng về phía sau. Nếu thật sự có thần, xin hãy đón lấy tôi đi. Để tôi cảm nhận được sự tồn tại của anh. Từ thu trừng nhắm mắt, tùy ý mình ngã về phía sau, sự tồn tại của nàng như thần bài, tự như chính mình buông tay đánh cược một lần đi tới biển vô tận đột nhiên bả vai cô căng thẳng cô ngã vào một cái ông kiên cố nhưng dịu dàng từ thu trừng mở to mắt ánh vào mắt cô chính là tô tri hàn từ thu trừng đứng thẳng người đưa tay nhẹ nhàng đẩy tô tri hàn ra khi tay cô chạm vào ngực tô tri hàn cô bỗng nhiên sửng sốt chỗ từ thu trừng đụng vừa vặn ở trên vết thương của tô tri hàn vết thương của hắn vừa mới xử lý xong va chạm như vậy nhất định sẽ xé rách và tràn ra máu nhưng hôm nay hắn một thân bạch y sạch sẽ như lúc ban đầu. Từ thu trừng trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt không lộ ra, xoay người dẫn Tô Tri Hàng đi lên nóc trích tinh lâu. Bọn họ sóng vai đứng lên, nhìn lên tinh không? Người nói, ta có thể nhìn thấy thần linh sao, hoặc là nói, thần linh gặp ta sao? Từ thu trừng chuyển câu hỏi của cảm sát sang hỏi Tô Tri Hàng, Tô Tri Hàng cũng không trả lời. Kỳ thật chỉ cần hắn cùng Tô Sương Kính ra lệnh một tiếng, thần tộc sẽ lâm thế, đến lúc đó nhân tộc nguy hiểm nhất định giải trừ. Nhưng lúc đó, con dân của hắn đâu? Năm đó thần ma đại chiến, vì sao chỉ có 16 thần trụ giáng lâm, mà không có những thần tộc khác tham chiến? Vì sao thập vĩ yêu thần thẩm tuyền nhu lại bị từ vũ nhặt được? Bởi vì thần tộc ngoại trừ 16 thần trụ bên ngoài, còn lại thần tộc đều vẫn là ấu tử, mặc dù là ngàn vạn năm trôi qua hiện tại, cũng chỉ là có một ít thoát ly ấu tử chi thân, nhưng cho dù thoát ly ấu thân, cũng chưa tu ra bản tướng, thực lực còn không bằng tu tiên tông môn trưởng lão. Bởi vì năm đó trước khi ma tộc không xâm lược nhân tộc, thập vĩ yêu thần Thẩm Câu Nhu và tướng quân ma tộc Linh ẩn yêu nhau, Linh ẩn ngụy trang thành tộc và Thẩm Câu Nhu hư và ủy xa, sau khi biết được bản tướng của Thẩm Câu Nhu suy yếu, trong trận đại chiến đó tự tay đánh bại bản tướng của Thẩm Câu Nhu, phía bắc Thẩm Câu Nhu trấn thủ cũng thiếu chút nữa thất thủ thất thủ. Từ đó về sau ký ức của Thẩm Dịch Nhu cùng với đuôi thứ 10 cùng nhau bị phong ấn, chỉ lấy hình thái đuôi thứ 9 bày ra, cũng bởi vậy mà bị Từ Vũ nhặt được, lưu lại nhân gian. Lăng Sơn Chi Ngôn bởi vì vận dụng cấm chế phục sinh Thẩm Dịch Nhu mà bị thần phạt, là Tô Tri Hàn đem thần phạt đổi thành lịch lãm hạ phàm, Lăng Sơn Chi Ngôn mới nhặt về một mạng. Cái gọi là lịch lãm hạ phàm, cũng là canh giữ ở bên cạnh Thẩm Câu Nhu, vừa vặn Thẩm Câu Nhu cùng công chúa Từ Thu Trừng ở một chỗ. Nhiệm vụ của Lăng Chi Ngôn cùng Thẩm Câu Nhu đều biến thành bảo vệ công chúa. Kỳ thật nếu 16 thần trụ đều ở trạng thái đỉnh cao cũng còn dễ nói, thế nhân không biết chính là 16 thần trụ ở trong thần ma đại chiến năm đó đều bị thương ở mức độ khác nhau, ngoại trừ Lăng Chi Ngôn cùng Thẩm Câu Nhu trả giá thê thảm ra, năm đó nếu không có Tô Tri Hàn cùng Tô Sưng Kính kịp thời cứu viện Nhạc thần, Quỷ thần, Kiếm thần cùng Chiến thần, bốn vị bọn họ cũng phải chết trong đại chiến năm đó. Trừ lần đó ra, một đầu khác của vô tận hải, linh tộc mới nổi cũng đang rục trịch, linh tộc lệ thuộc thần tộc, linh khê sơn của bọn họ càng đi thẳng tới thần tộc. Bọn họ sớm đã bất mãn với sự thống trị của thần tộc, nếu 16 thần trụ dốc toàn lực mà ra, với thực lực hiện giờ của linh tộc, sẽ ngoan ngoãn ở dưới linh khê sơn, không hề có động tác sao. Cho nên nếu như hiện tại ra tay, thần tộc lại có mấy phần thắng. Nếu thần tộc thất bại, ai có thể che chở ấu thần của thần tộc? Tô Tri Hàng nghiêng đầu nhìn từ thu trừng. Nhìn nàng trong mắt cầu nguyện, nhìn nàng đối với thần tộc tồn lưu hy vọng, lại nhìn về phía trích tinh dưới lầu, nhân tộc bao la. Thật sự muốn lấy cả thần tộc, đánh cược một phen sao. Đang lúc Tô Tri Hàng trầm mặt, từ thu trừng cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào, gần như là từng câu từng chữ. Nếu thật sự tồn tại thần, xin ngài nhìn xem con dân của ngài đi. Bọn họ đang sinh tồn trong nước sôi lửa bỏng, bọn họ đang đau khổ cầu xin ngài giáng lâm a. Tô Tri Hàng sửng sốt. Đúng vậy, phàm nhân sinh hoạt cùng nhân gian nhưng hướng tới thần tộc, chẳng lẽ không phải là con dân của thần tộc sao? Bọn họ cũng tín ngưỡng thần linh, cũng đang tìm kiếm thần tộc phù hộ. Chẳng lẽ chỉ có sinh ra ở thần tộc mới là con dân mà 16 thần trụ phải bảo vệ sao? Tô Tri Hàng nhìn từ thu trừng, yên lặng đưa tay ra sau lưng, theo một tiếng động, mèo đen ẩn nấp trong đêm tối đột nhiên nhảy lên trước mặt tô tri hàn và từ thu trừng tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su xuyên chấm công tô tri hàn vốn định để mèo đen hóa thành hình người trước mặt từ thu trừng bày ra bản tướng để từ thu trừng biết sự tồn tại của thần tộc cũng nói cho từ thu trừng biết thần tộc sẽ ra tay nhưng từ thu trừng bởi vì nhìn thấy dưới chân mèo đen là lăng không sợ mèo đen trực tiếp rơi xuống trích tinh lâu lại vươn tay vớt mèo đen kết quả mình trượt chân trực tiếp rơi xuống trích tinh lâu. Mèo đen sửng sốt, đang định đón thì Tô Tri Hàng nhảy xuống trước. Cơ hồ đồng thời, một đạo quan mang đâm thủng hắc ám, thần trụ từ trên trời giáng xuống, xuyên qua Tô Tri Hàng cùng từ thu trừng. Kim Long phía sau Tô Tri Hàng bản tướng càng lúc càng lớn, theo Tô Tri Hàng ông lấy từ thu trừng, một lần nữa thăng lên trong không trung, thần Long Long khiếu vang vọng cả nhân gian. Tô Tri Hàng nhìn từ thu trừng hôn mê trong lòng, không biết nên vui mừng hay tiếc nuối vì cô không tận mắt nhìn thấy cảnh này. Bất quá, hiện tại đúng là thiên hạ đều biết thần tộc hàng lâm nhân gian. Tô Tri Hàn dẫn từ thu trừng lặng lẽ trở lại phòng khách, dàn xếp ổn thỏa cho cô. Chờ Tô Tri Hàn đẩy cửa ra ngoài, cả phủ trưởng công chúa đều nhìn dấu vết kim long còn chưa tiêu tán trên bầu trời. Tô Tri Hàn ở trong đám người chính xác tìm được Tô xương Kính, cũng hướng Tô xương Kính nháy mắt, Tô Sương Kính lĩnh hội, lặng lẽ rời đi từ bên người từ sơ vãn. Hai người không có lựa chọn ở nhân gian nghị sự, mà là đều tự trở lại khách phòng, đem thần thức truyền tống trở về trên chính tầng trời. Cố Thanh Ngô, Lâm Tĩnh Sơ, Lăng Chi Ngôn, Thẩm Câu Nhu cùng với con mèo đen kia cũng đem thần thức truyền tống về thần tộc. Thần Long hiện thế, không chỉ kinh động ma tộc, nhân tộc, kể cả thần trụ còn lại của thần tộc cũng bị kinh động. Nhạc thần, kiếm thần suốt đêm xuất quang, bọn họ tụ tập ở trên thần điền, theo đám người cố thanh ngô trở về vị trí cũ, thần thức của Tô Tri Hàn cùng Tô Sương Kính cũng trở lại thần tộc. Sương Hoàng, Hàng Đế Chúng thần hành lễ Tự tay đưa cho ngươi giảng giải Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chiêu quân, ma tộc vi phạm thần ma chi ước, không chỉ có ở hai ngàn năm không ngừng quấy nhiễu nhân tộc an bình, thậm chí trực tiếp xâm lấn nhân tộc, ma tộc hành động này, thật sự khiêu khích thần tộc, thần tộc không nên khoanh tay đứng nhìn, nên xuất thủ tương trợ nhân tộc, đánh lui ma tộc, trả lại thiên hạ an bình. Tô Tri Hàng ném cho những thần trụ còn lại một đề tài liền ngầm miệng, hắn cùng Tô Sương Kính đều muốn biết, cái nhìn của những thần trụ khác. Đúng vậy, tôn thượng, ma tộc hành động này thật đáng giận, nhưng thần tộc hiện nay không thể không có thần trụ tọa trấn, chúng ta cũng nên ngẫm lại, nên như thế nào tương trợ nhân tộc, lại nên phái ai trấn thủ thần tộc lôi thần nam cung vân hợp dẫn đầu ứng hòa các thần trụ còn lại đều tỏ vẻ đồng ý trấn thủ nhất định là con mèo đen cố vân hành sát vách ta lần trước đại chiến bị thương đến ngay cả hình người cũng không duy trì được cũng chỉ có thể ở thần tộc phóng ra uy danh quỷ thần dọa linh tộc sợ cố thanh ngô chỉ vào mèo đen dưới thần trụ bên cạnh mèo đen liếc mắt nhìn cố thanh ngô theo một đoàn xương đen đánh úp lại rồi tản đi mèo đen hóa thành hình người đứng ở dưới thần trụ lười duy trì không phải là không thể duy trì, Thái Dương thần quân nếu là không tin, ta cũng có thể đi ra ngoài cùng ngài tái chiến cái 800 hiệp, chính là. Ánh mắt cố thanh ngô dời về phía lâm tỉnh sơ. Không cho phép mang theo phụ trợ. Ai mang phụ trợ? Ngươi A, ngươi lần đại chiến nào không phải cuốn quyết lấy nguyệt thần? Không phải anh em, nàng một cái phụ trợ, liền năng lực tự bảo vệ cũng không có, nàng không mang theo ta chẳng lẽ mang theo ngươi sao? Có thể, tỉnh sơ, lần này anh và em cùng một đội. Đúng vậy, 16 thần linh của chúng ta phụ trợ cũng không ít, sao cứ bám lấy chị tỉnh sơ, sao chị không bám lấy yến tuyết? Tôi thấy rõ ràng là chị có mưu đồ gây rối với chị tỉnh sơ. Quỷ thần cố vân hành không e dè ném cành ô liu về phía lâm tỉnh sơ, mà lôi thần nam cung vân hợp lại ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Cố thanh ngô thật sự không thể nhìn được nữa, cũng không cần nhìn nữa hai ngươi có phải hay không đều có bệnh cố vân hành ngươi nếu là không thể người tốt ngươi sớm đi ra ngoài hai ta đánh một trận ta đánh thức ngươi còn có ngươi nam cung vân hợp lần trước xét đánh món nợ kia ta liền không tìm ngươi tính nếu không hai ngươi cùng lên ngang lâm tỉnh sơ thở dài một tiếng tật xấu ba người bọn họ tụ cùng một chỗ liền cãi nhau cũng không có cách nào sửa lại chỉ có thể tự mình mở miệng dẫn đề tài trở về vấn đề chính nếu là trấn thủ vẫn là kiếm thần cùng chiến thần đi hai vị mặc dù ở trong thần ma đại chiến trọng thương nhưng trải qua ngàn vạn năm bế quan tu luyện thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa cho dù linh tộc thật sự tấn công hai người hắn cũng có thể thủ một đoạn thời gian ta một người là đủ rồi không cần tế lâm chiến thần tống tế lâm vốn cũng muốn nói không cần tạ châu bạch những lời này nhưng bị kiếm thần tạ châu bạch dành trước một bước không nhân tộc chiến đấu tương đối nhẹ nhàng tạ châu bạch bị thương nặng hơn ta hắn đi xuống ta thủ gia. Biết rõ đạo nhân gian chiến trường tương đối thoải mái, còn xin lưu thủ, tế lâm, không nên cậy mạnh. Những lời này cũng tặng cho em. Tại Châu Bạch, đừng cậy mạnh. Các thần trụ còn lại. Không phải, chúng ta đi xuống thiếu sát thương sao? Tinh thần Ngụy Thanh Xuyên nhẹ nhàng ném ra một vấn đề, quần chúng nhiệt tình Nam Cung Vân Hoa đếm, cho ra kết luận. Không thiếu. Vậy đừng ầm ý, hai người các ngươi đều lưu lại nhược hoa lưu lại phụ trợ không cần nam cung nhược hoa lập tức cự tuyệt ngụy thanh xuyên cũng bổ sung một câu lý do ai muốn ở lại xem đôi tình nhân cãi nhau chứ các thần trụ còn lại ai yêu anh ta tống tế lâm cùng tạ châu bạch trăm miệng một lời nói a tỷ lưu lại đi dù sao a tỷ còn bị thương trong người a tỷ của quỷ thần cố vân hành nguyệt thần tĩnh xu được. Tỉnh Xu ôn nhu cười một tiếng, nhẹ giọng đáp ứng. Tôi cũng ở lại. Ngụy Thanh Xuyên xung phong nhận việc, lăng chi ngôn bên cạnh lườm hắn một cái. Ngươi vừa rồi còn chúng ta đi xuống. Ngay khi lăng chi ngôn vừa dứt lời, một đạo lôi điện đánh về phía Ngụy Thanh Xuyên, Ngụy Thanh Xuyên kịp thời né tránh, tránh thoát lôi điện. Này! Ngươi lại muốn cũng tỉnh Xu A tỷ ta đúng không? Ngụy Thanh Xuyên! Ngươi tà tâm không chết, ta sẽ cho ngươi chết." Nam cung Nhược Hoa nhanh tay lẹ mắt, một bước dài tiến lên ngăn cản Nam cung Vân Hợp lập tức muốn đuổi giết Ngụy Thanh Xuyên. "Tỷ, tỷ." "Không đến mức, không đến mức." Tỷ xem Vân Hành Ca còn không có phản ứng gì. "Không đến mức." Nam cung Nhược Hoa một bên khuyên nhủ, một bên ý bảo Ngụy Thanh Xuyên trốn tránh, quay đầu nhìn lại, Ngụy Thanh Xuyên đã trốn ở phía sau Tỉnh Xu. "Được, được được được." Tiểu tử ngươi. Nam cung vân hợp khí không chỗ phát tiết, cầm roi muốn đi quốc ngụy thanh xuyên. Được rồi. Tô Sương Kính mở miệng ngăn bọn họ, thảo luận. Kiếm thần, chiến thần, nhạc thần, tinh thần tọa trấn thần tộc, những người còn lại tùy thời hạ giới, trấn thủ nhân gian, đánh lui ma tộc. Cô cùng tô tri hàng cơ động tác chiến, khi cần thiết sẽ trở về phòng ngự thần tộc. Cứ như vậy, tan họp. Tô Sương Kính nói xong, Tô Tri Hàn tiếp lời, sau hai chữ đơn giản, Tô Tri Hàng và Tô Sương Kính lần lượt rời đi. Cái này, gấp như vậy sao? Lúc này mới trở về lâu một chút a. À? Gấp, đoán chừng là từ Thu Trừng và Từ Sơ tỉnh muộn, chúng ta cũng đi rồi, có duyên gặp nhau ở nhân gian. Nói xong, đám người cố Thanh Ngô Thu hồi thần thức. Lúc Tô Tri Hàn mở mắt từ Thu Trừng đã ở bên cạnh hắn, có lẽ là chờ hắn tỉnh lại quá lâu từ thu trừng liền nằm sắp trên tay tô tri hàng ngủ thiếp đi. Giống như đêm từ thu trừng canh giữ tô tri hàng bị thương. Cô ấy. Biết chưa? Tô tri hàng không hiểu có chút hoảng hốt, nếu như nàng biết, có thể oán mình trong đại chiến nhân ma kéo dài ngàn năm cũng không ra tay tương trợ hay không? Có lẽ đã nhận ra động tĩnh gì đó, từ thu trừng tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu đã nhìn thẳng vào mắt tô tri hàng. Vẫn đẹp như vậy. Lần này từ thu trừng không bị ánh mắt Tô Tri Hàng hấp dẫn, cô đứng dậy, Tô Tri Hàng ngồi dậy, hai người đối mặt một thời gian. Thật lâu sau, từ thu trừng mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Đêm qua, là ngươi sao? Tô Tri Hàng không trả lời. Ta sáng sớm hôm nay thức dậy, vốn cho rằng trích tinh lâu phát sinh đều là một giấc mộng, chờ ta ra cửa muốn lại đi xem thời điểm, phát hiện toàn bộ Nam Thành đều truyền khắp, nói tối hôm qua trích tinh lâu thần long hiện thế, nhân tộc được cứu. Tô Tri Hàng gật đầu, xem như đáp lại câu nói của từ thu trừng. Ta nghĩ, tối hôm qua trích tinh lâu ngoại trường ngươi và ta, cũng chỉ còn lại một con mèo, ta tìm không thấy mèo, chỉ có thể tới tìm ngươi, phát hiện ngươi còn đang ngủ, ta liền tự chủ trương, xem xét vết thương trên ngực ngươi. Tô Tri Hàng vẫn gật đầu. Vết thương của ngươi là mới, không phải xé rách khép lại. Tô Tri Hàng trầm mặt hắn biết tối hôm qua từ thu trừng nghi ngờ vết thương của mình, cho nên ngay tối hôm qua, hắn muốn thẳng thắn nói ra thân phận thần tộc của mình. Nhưng đối mặt với từ thu trừng đang tỉnh táo, hắn lại sinh ra vài phần lùi bước. Tô Tri Hàng một mình nhập trận lấy thủ cấp tướng lĩnh địch quân, Tô Tri Hàng giết người không chớp mắt quyết đoán, khi đối mặt với chất vấn của từ thu trừng, lựa chọn lùi bước. Cho nên, là ngươi sao? Từ thu trừng lại hỏi, Tô Tri Hàng trầm mặt một lúc lâu, từ thu trừng chờ hắn nói chuyện. Rốt cục, Tô Tri Hàng vẫn phun ra chữ kia. Vâng. Từ thu trừng nhìn không được cười nhạo một tiếng, nước mắt giống như hạt châu đứt dây, không hề báo trước rơi xuống. Chính mình đang cười cái gì chứ? Có lẽ là đang cười mình buồn cười, trước mặt thần linh nghĩ làm sao tìm được thần linh. Có lẽ là đang cười mình ngu xuẩn, một đường mệt nhọc tìm kiếm thần tộc, kết quả thần tộc ngay tại bên cạnh mình. Có lẽ là cười, mình không đáng cho nên nhất định phải đau khổ cầu xin nhất định phải máu chảy ngàn dặm thần tộc mới có thể giống chú cứu thế bình thường xuất hiện đúng không tô tri hàn không trả lời từ thu trừng chịu đủ sự trầm mặc của tô tri hàn cầu xin máu tươi nhân ma đại chiến liên tục mấy ngàn năm tiếng cầu xin còn ít sao máu chảy không đủ nhiều sao bao nhiêu tông môn trơ mắt nhìn đệ tử vừa bồi dưỡng tốt đảo mắt đã chết ở vũ lăng thành bao nhiêu gia tộc ở Nam Nhi vừa sinh ra lúc liền chuẩn bị tốt quan tài. Bao nhiêu người đã đổ máu và rơi nước mắt vì hòa bình. Thì ra đau lòng bọn họ, từ đầu đến cuối chỉ có chính nhân tộc mà thôi. Là ta lỡ lời. Cũng không phải. Tô Tri Hàng vừa phun ra ba chữ, từ thu trừng đã quỳ trên mặt đất, Tô Tri Hàng sững sốt, lập tức mở chăn ra ngủ. Từ thị hoàng tộc công chúa từ thu trừng, đại biểu ngàn vạn nhân tộc bách tính quy cầu thần linh, xin ngài cứu nhân tộc đi. Từ thu trừng dập đầu, Tô Tri Hàn muốn nâng hai tay từ thu trừng dậy, còn chưa kịp vươn ra, từ thu trừng lại đứng dậy, nàng lấy đoạn đao trong tay áo ra, đặt bên cổ mình. Lưỡi dao xâm nhập vào da thịt, đã thấy máu. Chỉ cần thần tộc có thể đánh lui ma tộc, từ thu trừng nguyện máu nhuộm vô tận chi hải, ta từ thị hoàng tộc toàn tộc đều nguyện ý máu nhuộm vô tận chi hải, chỉ cầu thần tộc giúp đỡ cứu con dân của chúng ta, tìm thư uyển www chấm com cứu cứu nhân tộc. Ta sẽ cứu, ngươi trước. Tô Tri Hàn còn chưa nói xong, Từ Sơ đã phá cửa vào, đi theo sau anh là Tô Sương Kính. Từ Sơ vãn quỳ bên cạnh từ thu trừng, nàng rút cây trăm của mình ra, đặt lên cổ. Nếu như có thể lựa chọn, liền dùng mạng của ta đi, từ thị hoàng tộc chỉ còn lại chúng ta hai nữ tử, Diên Nhi so với ta trẻ hơn một chút, ta nguyện hiến tế thỉnh thần minh hàn lâm tô tri hàn đứng thẳng dậy hắn cũng thật không ngờ ấn tượng của thần linh trong lòng bọn họ lại không chịu nổi có lẽ thần tộc khoanh tay đứng nhìn thật sự khiến nhân tộc thất vọng rồi tô tri hàn nhẹ nhàng cầm cổ tay từ thu trừng đưa lưỡi dao rời xa cổ cô sau đó ngón cái tô tri hàn lướt qua vết thương của từ thu trừng vết thương lại dần dần khỏi hẳn không để lại một vết sẹo ta sẽ cứu tộc trong lúc này ngươi mang cái này đi tới biển vô tận, mang nó xuống đáy biển, người sẽ biết tất cả. Từ thu trừng vốn định nhận lấy sợi dây chuyền tô tri hàng đưa, nhưng hai tay tô tri hàng vòng qua hai bên cổ từ thu trừng. Anh tự tay đeo đáp án cho cô. Từ thu trừng cúi đầu nhìn sợi dây chuyền kia, ngọc thạch rơi xuống hình giọt nước mắt màu lam nhạt, giống như một giọt nước mắt. Đây là thần thạch, có thể mang các ngươi đi chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Từ sơ vãn nhìn sợi dây chuyền trên cổ từ thu trừng, đột nhiên nghĩ đến hình như mình cũng có một cái giống hệt nhau. Từ sơ vãn lấy sợi dây chuyền đang đeo bên người ra, nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình, quả nhiên giống nhau như đúc, chỉ có điều màu đỏ nhạt của từ sơ vãn. Từ sơ vãn nhìn về phía người đưa vòng cổ. Tô xương kính, nguyên lai ngươi cũng là thần. Đây cũng là đáp án của ta, có lẽ ngươi cũng có thể tận mắt nhìn thấy nỗi khổ tâm của thần tiến vào vô tận hải. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Từ sơ vãn và từ thu trừng dùng bữa sáng xong không dừng lại, lập tức phóng ngựa đi về phía biển vô tận. Lần này, họ không mang theo ai cả. Cũng ngay hôm nay, ma tộc bởi vì thần Long hiện thế mà lòng quân đại loạn, Mà hoàng suốt đêm chạy về ma tộc trọng chấn lòng quân, nhưng trên đường trở về bị cố thanh ngô cùng lâm tỉnh sơ chặn lại. Ma tộc quần Long vô thủ xa xôi hỗn độn chi địa la hầu như trước bị vây trong bị phong ấn trạng thái, không cách nào viễn trình chỉ huy. Trong lúc hoảng loạn, tướng lĩnh cầm đầu đã đưa ra quyết định sai lầm nhất. Buông tay đánh cược một lần, hướng nhân tộc phát động tổng tiến công. Trưa hôm đó, ma tộc tử chiến đến cùng, tại Vũ Lăng Thành khởi xướng tổng tiến công, nhân tộc cũng là buông tay đánh cược một lần, từ Vũ tự mình xuất chinh, nhân tộc lòng quân đại chấn, mặc dù biết không địch lại ma tộc, cũng không một ai lùi bước ngay khi song phương xung trận tám thần trụ hiện thế thần trụ giống như bình phong chắn trước nhân tộc vì nhân tộc mang đến hy vọng cũng biểu thị ma tộc bại cục cố thanh ngô cùng lâm tỉnh sơn ngăn cản ma hoàng cùng tứ tế ti mặc dù là hai người đấu năm người ma hoàng vẫn như cũ bị cố thanh ngô chém đầu hồn tức tẩn tán tứ tế ti vội vàng chạy trốn ở chỗ tiếp cận vũ lăng thành bị bác thần đắc thắng trở về chặn lại trận chiến này nhân tộc không chỉ thắng còn chiếm được thủ cấp của bốn tù binh và một ma tộc chi hoàng. Nhân ma đại chiến, kéo dài ngàn năm, tại hôm nay kết thúc. Mà lúc nhân tộc cử tộc chúc mừng, linh tộc mượn thần tộc phòng thủ trống rỗng, cử tộc hướng thần tộc phát động tổng tiến công, kiếm thần tạ châu bạch, chiến thần tống tế lâm nghênh chiến ở linh khê sơn, nhạc thần tỉnh su phụ trợ tinh thần ngụy thanh xuyên vọng ra sau đối với linh tộc hình thành thế bọc đánh. Lúc chiến tranh kéo dài, tô tri hàng, tô xương kính về giới, Linh tộc cảm giác khí tức của hai vị chủ thần, lập tức lui binh về giới. Cuộc chiến giữa thần tộc và linh tộc tại Châu Bạch, Tống Tế Lâm, Tỉnh Xu, Ngụy Thanh Xuyên đều có mức độ bị thương khác nhau, bất quá tu dưỡng một trận liền có thể khôi phục, ngược lại linh tộc lần này bị tứ thần trọng thương, tạm thời không thể ngóc đầu trở lại. Thanh âm chúc mừng của nhân tộc rất nhanh truyền đến Nam Thành, truyền đến biên giới vô tận chi hải, truyền đến tai Từ Thu Trừng và Từ Sơ Vãn đang lên đường. Nhân tộc thắng. Ngàn năm trôi qua, nhân tộc rốt cục đánh lui ma tộc, bảo vệ hòa bình. Thắng lợi, có lẽ, các nàng có thể không cần đi vô tận chi hải, có thể trực tiếp trở về hoàn thành, có thể về nhà, cùng mọi người chúc mừng. Sau khi kích động hưng phấn, từ thu trừng và từ sơ vãn nhìn nhau. Các nàng từ trong ánh mắt đối phương, đọc ra lựa chọn của các nàng hẳn là giống nhau. Cho nên các nàng không nói chuyện, mà không hẹn mà cùng cưỡi ngựa xong về phía vô tận hải. Các nàng đều muốn biết, Tô Tri hàn cùng Tô Sương Kính đều không thể nói ra đáp án, đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng là cái gì, để thần tộc khoanh tay đứng nhìn ngàn năm? Nam thành cách vô tận chi hải rất gần, màn đêm vừa buông xuống, từ thu trừng và từ sơ đã đến bờ biển vô tận chi hải. Các nàng đứng trên đá ngầm bên bờ biển, thổi gió biển, viết xuống một phong thư bọn họ để lại cho thế gian các nàng là ông quyết tâm hẳn phải chết tiến vào vô tận hải. Nội dung thư, không phải công chúa vì thần tộc giáng lâm mà hy sinh vì nước, mà là công chúa đi trước cuộc sống thần tộc, xin hoàng thất không cần lo lắng. Từ thu trừng và từ sơ vãn đem thư đặt dưới tính vật của hoàng tộc, nếu có người hữu duyên phát hiện, cũng có thể đưa phong thư này vào trong hoàng cung. Hơn nữa có tính vật của hoàng tộc, cộng thêm lòng trung thành hiện tại của nhân tộc đối với hoàng tộc, phong thư này tuyệt đối sẽ không bị nhân tộc nào đó nuốt riêng, ngược lại, bọn họ sẽ liều chết mang theo thư đi tới Đô Thành. Từ thu trừng và từ sơ vãn đứng trên đá ngầm, nhìn nhau cười, giống như chịu chết, cùng nhau nghiêng về phía trước, rơi xuống biển vô tận. Họ có thể cảm nhận được mình đang rơi xuống biển, có thể nghe thấy tiếng nước biển bên tai, nhưng không một giọt nước nào lọt vào lỗ tai và lỗ mũi của họ. Thậm chí, các nàng cảm thấy quần áo của mình cũng không có ướt hai người thử mở mắt ra khi mắt chậm rãi mở ra đánh úp lại không phải là cảm giác không thoải mái của nước biển đập vào mắt mà là toàn bộ thế giới xinh đẹp dưới đáy biển vô tận nơi này có rất nhiều bọn họ chưa từng thấy qua sinh vật chưa từng thấy qua thực vật còn có thoại bản bên trong mới có thể xuất hiện các nàng nhìn sửng sốt thậm chí quên mất mình đang ở dưới đáy biển đang gặp nguy hiểm các nàng cảm thấy chết ở nơi đẹp như vậy cũng đáng từ thu trừng thử vương tây ra chạm vào một màn mỏng lúc này từ thu trừng và từ sơ vãn mới phát hiện xung quanh các nàng bảo vệ các nàng là một thứ tương tự như bình phong màu vàng hai người chậm rãi rơi xuống theo rơi xuống càng sâu ánh sáng cũng càng lúc càng tối đến phía sau các nàng cơ hồ là chỗ sâu trong bóng tối chung quanh hết thảy đều là đen kịt các nàng căn bản không xác định mình có phải hay không còn ở trong nước biển sau khi rơi xuống trong bóng tối một lát sợi dây chuyền trên cổ hai người bỗng nhiên chớp động quang mang từ thu trừng là quang mang màu lam từ sơ vãn là quang mang màu đỏ ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt từ thu trừng và từ sơ vãn cảm thấy dưới ánh sáng các nàng ngay cả mở mắt cũng rất khó làm được chỉ có thể bị ép nhắm mắt mà trong nháy mắt nhắm mắt hai người đều cảm giác được đau đầu kịch liệt đánh úp lại kèm theo đau đớn kịch liệt hai người cơ hồ là đồng thời bất tỉnh nhân sự